Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng, Chuyện Cân vớt chương 1281, từ hôm nay trở đi người chính là Trình Lâm. Theo cuồng bạo ghi âm thanh, Tống Thư Hàng xung quanh biến hóa. Từ tiên khí lượn lờ bên hồ, chuyển hóa làm mang theo kim loại nặng khí tức bổi hòa nhạc hiện trường. Trước mắt hắn tiên tử lắc mình biến hóa, biến thành tạo hóa pháp phương. Nội dung cốt truyện, trong nháy mắt biến thành phim kinh dị. Ngọa Thảo Tống Thư Hàng trong lòng nhịn không được kêu lên. Cưỡng chế tâm ma kịch trường chi tạo hóa Pháp Vương buổi hòa nhạc. Trước đó hắn còn cùng bạch tiền bối giả thiết nếu có một vị nào đó hiểu tình thương tu sĩ tâm ma kiếp, vừa vặn tiến vào hắn cùng vợ vui kết lương duyên nội dung cốt truyện. Đột nhiên, hắn, vợ, biến thành tạo hóa Pháp Vương. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt, chính hắn liền gặp gỡ chuyện như vậy. Bản thân cảm nhận được loại kinh nghiệm này phía sau cảm giác chỉ có một cái, phu nhân phu nhân không xong, Tại, trình lâm tiên tử, sắp hôn lên tạo hóa pháp vương trong nháy mắt, tống thư hàng chết tâm đều có. Vạn hạnh, trình lâm nụ hôn này không có rơi xuống đi. Tại cuồng bạo ghi vang lên thời điểm, tâm ma kịch trường đã phát sinh biến hóa. Tất cả đang tiến hành nội dung cốt truyện toàn bộ dừng lại. Sau đó, tiên tử biến thành nguyễn tạo hóa pháp vương, thân hình phảng phất thuấn di đồng dạng xuất hiện đang diễn sướng hội trên võ đài. Trong tay hắn xuất hiện ghi Sau đó, hắn bắt đầu khàn cả giọng đại sướng bổn chàng buổi hòa nhạc thứ ba chi ca. Đây là một bài nhanh ca, tiếng ca nhanh đến không ai có thể nghe rõ tạo hóa Pháp Vương đang hát cái gì ca từ, chỉ có thể nghe được hắn tại cách 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 nhanh chóng ca hát. Audio điện tử võ tấn bền Tống Thư Hàng hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang hát cái gì. Mà lại, ở cái này kỳ quái, nhập mộng, thể nghiệm bên trong, Tống Thư Hàng trên người không có bạch tiền bối cho kèm theo bắp, tạo hóa pháp phương tiếng ca tại hắn trong tai không phải tiếng trời, mà là kinh khủng đến cực điểm địa ngục thanh âm. Dốc hết tâm can muốn ói, thân thể như nhũn ra, đầu váng mắt hoa các loại mặt trái trạng thái tùy theo hiện lên. Quả nhiên lần này nhập mộng không phải chính quy nhập mộng, mà là diệp tư tâm ma. Tống thư hàng thầm nghĩ trong lòng. Mà vừa rồi xuất hiện, trình lâm cùng tiên tử ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại nội dung cốt truyện, chính là diệp tư tâm ma kiếp nội dung nhưng Diệp Tư tâm ma đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng tâm ma không phải là bích thủy các sự kiện sao? Vì sao lại biến thành Trình Lâm chuyện cũ? Coi như Trình Lâm là mẹ của nàng, nhưng Diệp Tư tâm ma cũng không có đạo lý mơ tới Trình Lâm chuyện cũ, trừ phi. Diệp Tư tại theo một ý nghĩa nào đó cùng Trình Lâm vẫn là một thể. Cái này giả thiết liền đáng sợ. Mà lại càng làm cho Tống Thư Hàng không nghĩ ra là, hắn lần này, nhập mộng vì sao lại tiến vào diệp tư tâm ma kiếp bên trong nhập mộng theo lý mà nói là kinh lịch nhập mộng đối tượng nhân sinh đi lúc nào giải tỏa mới tư thế nhưng là bất kể như thế nào cưỡng chế tâm ma nội dung cốt truyện tạo hóa pháp phương buổi hòa nhạc đã xuất hiện lấy diệp tư tâm ma kiếp cũng phải cáo một đoạn đi lấy diệp tư ý trí lực từ tạo hóa pháp phương buổi hòa nhạc tâm ma trong giạc hát phá suốt không thành vấn đề chỉ cần không phải bích thủy các nội dung cốt truyện lấy Diệp Tư đạo tâm phá kiếp đều có nắm chắc. Tống Thư Hàng cảm giác mình tiếp xuống chỉ cần chờ lấy Diệp Tư phá kiếp mà ra là đủ. Nhưng mà, Diệp Tư tâm ma kiếp bên trong, dị biến tái khởi. Nguyên bản ở trên vũ đài khàn giọng A giống tạo hóa Pháp Vương cùng hắn buổi hòa nhạc sân khấu, như là bị ném vào đến cối say thịt đồng dạng, từ dưới lên trên bị xoắn thành vỡ nát. Hình tượng này nhìn qua thật thê thảm, tống thư hàng cũng nhịn không được ở trong lòng kêu một tiếng tạo hóa tiền bối cưỡng chế tâm ma kiếp tạo hóa pháp phương buổi hòa nhạc bị xoắn nát diệp tư tâm ma kiếp cường đại như thế nay lúc nơi xa bị xoắn nát tạo hóa pháp phương cùng buổi hòa nhạc sân khấu toàn bộ hóa thành điểm sáng điểm sáng cuối cùng ngưng tụ hóa thành một vị nữ quan tay nàng cầm phất chân đỉnh đầu có một vòng minh nguyệt vòng ánh sáng đưa nàng dung mạo che giấu hiển hóa thân biểu phía sau nàng đưa tay tại đỉnh đầu của mình đẩy, đem siêu siêu vẹo vẹo đạo quan đẩy chính. Là trình lâm nữ đế. Diệp tư tâm ma, chính là trình lâm. Nơi xa, trình lâm đạp trên hư không, từng bước một hướng phía tống thư hàng đi tới. Nàng trần trụi hai chân, trắng noãn chân đạp mỗi một bước bước ra, thì có một đóa ngọc liên đưa nàng bàn chân nâng. Mấy bước về sau, trình lâm liền đã đi vào tống thư hàng trước mặt. Nàng có chút khúc thân, hai tay bưng lấy tống thư hàng gương mặt. Hết thầy tất cả, ta đều thông qua cơ hội lần này truyền thừa cho ngươi. Nàng nói khẽ, trong giọng nói mang theo trước nay chưa có mẫu tính nhu hòa. Vì cái gì, Tống Thư Hàng phát hiện mình mở miệng hỏi. Đây không phải hắn đang nói chuyện, hẳn là, Diệp Tư, bên trong đặt câu hỏi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Trình Lâm. Trình Lâm cười nói. Diệp Tư trả lời, ta là Diệp Tư. Ngươi là Diệp Tư, Mãi mãi cũng là Diệp Tư, ngươi cũng không phải là trở thành Trình Lâm, Trình Lâm chỉ là một cái đạo hiệu. Từ hôm nay trở đi, cái này đạo hiệu thuộc về ngươi. Trình Lâm nói, Diệp Tư, vậy còn ngươi. Quá khứ, Trình Lâm, sẽ vĩnh viễn tồn tại ở quá, nàng đã hoàn toàn biến mất. Trình Lâm nói khẽ, Diệp Tư thân hình có chút cứng đờ. Hoàn toàn biến mất rồi. Hoàn toàn biến mất, đã không còn chuyển thế, không còn phục sinh, không còn thai ngén trọng sinh triệt triệt để để trở thành lịch sử trình lâm nói suốt lời nàng nhẹ nhàng cúi người đem hôn rơi ở diệp tư cái chán từ đó thế gian lại không trường sinh giả trình lâm có chỉ có ngươi đạo hiệu trình lâm diệp tư nàng nói khẽ một vòng minh nguyệt ấn ký rơi ở diệp tư cái chán này lúc trình lâm xuất hiện hình thức phảng phất như là xuất hiện di trúc đồng dạng trên người nàng đến cùng chuyện gì xảy ra viễn cổ thiên đình hủy diệt phía sau nàng đều sống rất tốt vì sao bây giờ lại nói muốn triệt để biến mất tiếp xuống một đoạn thời gian ngươi chậm rãi tiêu hóa ta truyền thừa đưa cho ngươi tất cả mọi thứ cuối cùng gặp lại không đúng ở thời điểm này phải nói vĩnh biệt trình lâm nói khẽ diệp tư trầm mặc không nói tống thư hàng nhíu mày vĩnh biệt nếu thật là vĩnh biệt cái kia tiên tử làm sao bây giờ nàng ký thác vào trên người mình Bây giờ có trọng sinh dấu hiệu. Theo bản thân công đức chi quang càng phát ra ngưng tụ, nàng một ngày nào đó hội khôi phục vì năm đó trạng thái. Mà lấy nàng đối trình Lâm chấp nhiệm. Tống thư hàng cũng liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút lúc, ở trên người hắn có công đức chi lực tràn ra. Yếu ớt công đức chi lực, ở trên người hắn ngưng tụ ra công đức xà mỹ nhân hình dáng. A a a công đức xà mỹ nhân hiện thân phía sau nhìn về phía trước mắt Trình Lâm, nàng vươn tay ra, lo lắng kêu to tay của nàng rơi vào trình lâm trên thân, nhưng lại giống như xuyên qua tầng một huyễn ảnh, không cách nào tiếp xúc đến trình lâm. Trình lâm thân hình có chút cứng đờ. Công đức xà mỹ nhân xuất hiện, tại nàng ngoài ý liệu. Bất quá nàng vẫn là rất nhanh chấn định lại. Người tới rồi, trình lâm nói khẽ. Là âm đọc, mà lần này, Tống Thư Hàng nghe hiểu cái này viễn cổ ngữ ẩn chứa ý tứ. Cái tên này, có hai cái ý tứ. Một là, lời hứa, ý tứ, loại thứ hai là chờ đợi, ý tứ. Nhưng nếu muốn đem tên công đức xà mỹ nhân trực tiếp phiên dịch thành hiện đại ngữ, Tống Thư Hàng trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì từ tới. Người tới vừa vặn, ta có kiện chuyện rất trọng yếu phải nói cho ngươi. Trình Lâm nói khẽ, công đức xà mỹ nhân bình tĩnh lại, nàng nghiêng đầu, nhìn qua Trình Lâm. Nàng lúc này, đã có rồi nhất định thần trí, bất quá ngay cả Tống Thư Hàng cũng không rõ ràng nàng thần trí đã khôi phục được trình độ gì ta phải biến mất, triệt để biến mất, không còn lấy, trọng sinh, con đường trường sinh hình thức lại hiện ra. Trình Lâm ôn nhu nói, công đức xà mỹ nhân nghe đến đó, gấp, nàng lại dùng sức vẫy tay, muốn đem Trình Lâm bắt lấy. Không nên gấp, không nên gấp, ta đã có nói xong đâu. Trình Lâm tựa như dỗ tiểu hài đồng dạng nói, chuyện cho tới bây giờ, có một chuyện ta cũng không còn giấu giếm ngươi. Đúng vậy, kỳ thật ta đã bí mật chuyển sinh. Tống Thư Hàng, Ngươi mới vừa rồi còn nói mình muốn hoàn toàn biến mất, không còn chuyển thế, phục sinh, trọng sinh bản thân. Hiện tại còn nói mình đã chuyển sinh rồi. Người đây là mấy cái ý tứ. Một vị nào đó họ trương nam tử mụ mụ nói rất đúng, càng là đẹp mắt nữ nhân càng hội gạt người. Công đức xà mỹ nhân nghe vậy, lần nữa bình tĩnh lại, nàng đổi phương hướng ngẹo đầu nhìn qua trình lâm, chờ lấy câu sau của nàng. Trên thực tế, người nên cũng phát hiện, ta chuyển sinh chi thể. Trình Lâm Tiên Tử nói. Công đức xà mỹ nhân hai mắt sáng lên. Tống Thư Hàng trong lòng cũng khẽ động chuyển sinh thể khẳng định không phải Diệp Tư, Diệp Tư chỉ có thể coi là Trình Lâm nữ nhi. Cho nên, nếu như nói Trình Lâm còn có hậu thủ lời nói, chân tướng chỉ có một cái. Cửu Châu Nhất Hào Quần, Lệ Chi Tiên Tử. Tống Thư Hàng cảm giác mình phát hiện chân tướng, không sai được. Không sai, ta chuyển sinh thể chính là Tống Thư Hàng tiểu hữu. Trình Lâm Tiên Tử nói, "Lần này ta chuyển sinh thành nam tử, biến thành Tống thư Hàng tiểu hữu. Ta muốn đứa bé, mặc dù ta một người cũng có thể sinh, nhưng ta vẫn là muốn cùng ngươi sinh đứa bé." Tống thư Hàng, Sigma. Diệp Tư, lừa gạt quỷ an ngươi." Tống thư Hàng hất bàn. Tống thư Hàng thế nhưng là tiếp xúc qua đời thứ ba thiên đạo đối liền thể Ban Văn Long, lúc ấy Ban Văn Long minh xác đã nói với hắn, hắn không phải bất luận người nào chuyển thế, trọng sinh thể chuyển thế cái quỷ a nếu như hắn là trình lâm chuyển thế lúc ấy ban văn long sớm đã đem hắn giữ lại xuống mà lại công đức xà mỹ nhân hiện tại cũng trở thành công đức chi quang nàng có thể sinh cái quang cầu a công đức xà mỹ nhân nháy nháy mắt nàng cúi đầu xuống nhìn về phía diệp tư thậm chí ánh mắt của nàng phảng phất xuyên thấu qua diệp tư thấy được tống thư hàng một lát sau ánh mắt của nàng càng phát ra sáng lên đồ đần ngươi thật đúng là tin a Tống Thư Hàng nội tâm đang gầm thét. Chúng ta về sau hội hạnh phúc, ta chuyển thế cùng ngươi, còn có nữ nhi Diệp Tư, chúng ta chính là hạnh phúc một nhà trình lâm nói. Đừng tiếp tục cho ta tình cảm tuyến thêm phiền A, hỗn đản. Tống Thư Hàng này lúc hận không thể đi ra ngoài bóp lấy trình lâm, sau đó nắm lấy nàng dùng sức vung vẩy. Diệp Tư, vậy ta cùng Tống Thư Hàng ở giữa làm sao bây giờ? Ta phải gọi hắn ba ba. Tống Thư Hàng, còn như vậy dày vò xuống dưới, Ta liền không đùa, muốn hất bản a. A, à, người cùng thư hàng tiểu hữu ở giữa cũng có một chân. Cái này phiền toái, Trình Lâm nói. Diệp Tư, không phải có một chân, hai chúng ta lúc đầu cảm giác song phương tính cách rất phù hợp, hai người muốn chỗ lấy thử nhìn một chút, kết quả ta không hiểu thấu trở thành linh quỷ. Như vậy, tốt a, à, ta quyết định, Trình Lâm nói, từ hôm nay trở đi, người không còn là nữ nhi của ta. Sau đó người cùng cùng đi cạnh tranh ta chuyển thế chi thân đi muốn công lược tống thư hàng trước hết công lược ta ta thế nhưng là tống thư hàng linh quỷ ta cùng hắn giác quan tương thông ý thức tương thông ta chính là hắn hắn chính là ta diệp tư nói iq a diệp tư sư tỷ chớ bị địch nhân kéo xuống iq sau đó bị địch nhân dùng kinh nghiệm phong phú đánh bại người bây giờ hoàn toàn bị mang tiết tấu a đang khi nói chuyện trình lâm đột nhiên dừng lại sau đó thân hình của nàng bắt đầu dần dần biến trong suốt đã đến giờ, nàng nói khẽ. Nói xong, nàng hoàn toàn biến mất, liền phẳng phất chưa từng xuất hiện qua đồng dạng. Công đức xà mỹ nhân vô ý thức đưa tay hướng về phía trước chụp tới, lại không có cái gì bắt ngũ. Nàng dừng lại nửa ngày, sâu kín thở dài. Vụng về hoang ngôn, nàng lên tiếng nói, lần này thanh âm không còn là từ kịch truyền hình, phim, bên trong chia cắt đi ra đoạn ngắn, cũng không phải xích tiêu kiếm thay nàng lên tiếng, mà là nàng nguyên bản thanh âm. Từ đầu đến cùng, Trình Lâm lời nói nàng liền không có từng tin tưởng. Tống Thư Hàng Càng là đẹp mắt nữ nhân càng là hội gạt người, cũng càng là biết diễn kịch, liền công đức xà mỹ nhân cũng không ngoại lệ. Công đức xà mỹ nhân sau khi nói xong, liền biến mất không thấy. Thư Hàng, Diệp Tư đột nhiên nói, ta biết ngươi nghe được, vừa rồi ta cái kia lời nói, là nói với ngươi. Cái gì? Nếu có người muốn công lược ngươi, nhất định phải trước công lược ta. Diệp Tư Dương Dương Đắc Y nói. Tống Thư Hàng. Mặt khác, Trình Lâm trước đó câu nói kia, là nói với ngươi, không đúng đối với ta nói. Diệp Tư tiếp tục nói. Cái gì, câu nào? Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Trình Lâm. Diệp Tư nói, ngươi cái thứ tám đạo hiệu, Trình Lâm. Cái gì, ta là Trình Lâm, cái này đạo hiệu không thích hợp ta. Lui một bước mà nói, coi như tăng thêm Trình Lâm, đạo hiệu của ta cũng chỉ có bảy cái, có một cái đạo hiệu đã đưa cho tiểu thải tống thư hàng cải chính diệp tư nhưng người còn có cái bá tống thánh hào tống thư hàng diệp tư hì hì cười một tiếng sau đó nàng lại lên tiếng nói từ hôm nay trở đi ta chính là ngươi ngươi chính là ta hai chúng ta người ở giữa lại không đối phương ngươi là tống thư hàng cũng là diệp tư ta là diệp tư cũng là tống thư hàng điều này đại biểu lấy tiếp nhận Trình Lâm, truyền thừa phía sau Diệp Tư cùng Tống Thư Hàng ở giữa liên hệ đem biến càng thêm chặt chẽ. Giữa hai bên quan hệ hướng phía bình thường linh quỷ cùng chủ nhân gian quan hệ càng tiến một bước. Theo loại quan hệ này càng thêm thân mật, Tống Thư Hàng cùng Diệp Tư phương thức tư duy đều có thể đạt tới trình độ nào đó đồng bộ. Tống Thư Hàng, Trình Lâm vì cái gì biến mất? Không biết, Diệp Tư nói. Tống Thư Hàng không khỏi nghĩ đến Tống đầu gỗ, Tên kia nói mình nắm giữ Trình Lâm, con đường trường sinh. Mà Sở Các chủ nói qua, một đầu con đường trường sinh chỉ có thể bị một người nắm giữ. Cho nên nàng không nghĩ ra tống đầu gỗ là thế nào nắm giữ Trình Lâm con đường trường sinh. Mà theo hiện tại Tống thư hàng lấy được manh mối, như Trình Lâm hoàn toàn biến mất, cái kia tống đầu gỗ nắm giữ nàng con đường trường sinh, liền có thể hiểu. Chỉ là như vậy, tống đầu gỗ cùng Trình Lâm ở giữa lại là cái gì quan hệ? Tống Thư Hàng ở trong lòng nặng nề thở dài. Thượng cổ thời đại tống đầu gỗ, trình lâm, sở các chủ, thủy tổ kim long, viễn cổ thiên đình những người này cùng vật quan hệ giữa rắc rối phức tạp, nghĩ đến cũng cảm giác não nhân chứng đau. Người tầm ma kiếp lúc nào kết thúc, Tống Thư Hàng lại hỏi. Đã kết thúc, bất quá, ta tỉnh lại còn cần một đoạn thời gian. Diệp Tư nói, nàng còn cần tiêu hóa trình lâm lưu cho nàng đồ vật. Diệp Tư sau khi nói xong, nhẹ nhàng phất tay. Tống Thư Hàng ý thức rời đi. chương 1282, lăn lộn đi Tống Bảo Bảo. Tống Thư Hàng ý thức trở về. Hắn khi mở mắt ra, liền thấy được dưới võ đài cái kia một mảnh sinh không thể luyến đạo hiếu. a à, vì cái gì ta có thể chính diện nhìn thấy dưới võ đài đạo hiếu. Mà lại là ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy các đạo hiếu. Mà lại, vì cái gì tay của ta cùng chân tại không thụ khống chế đong đưa. Mới từ, nhập mộng trạng thái, bên trong tỉnh táo lại Tống Thư Hàng còn có chút mơ hồ. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện bản thân ở vào trạng thái gì. Hắn đang đứng ở trên vũ đài, cho tạo hóa pháp vương bạn nhảy. Này lúc hắn hai cánh tay vươn về trước, chân trái chĩa xuống đất một chút, chân phải chĩa xuống đất một chút, hai chân hướng về phía trước nhảy một chút, hướng về sau nhảy một chút, lại liên tục hướng về phía trước nhảy ba lần, như thế lặp đi lặp lại tựa hồ là cương thi múa động tác. Đậu phộng, thiên thọ, đây là có chuyện gì? Vì cái gì ta hội chạy đến trên võ đài tới, vì cái gì ta sẽ cho tạo hóa tiền bối bạn nhảy? Ta không phải tại nhập mộng trạng thái sao? Chẳng lẽ là mộng du? Tống thư hàng trong đầu trong nháy mắt phun lên mấy chục loại khả năng. Đồng thời, khóe mắt của hắn hướng bên cạnh liếc xéo. Tại hắn bên cạnh, tạo hóa pháp phương ăn mặc hip hop phong cách phục sức, tay trái giơ microphone, thật nhanh biểu diễn cái kia thủ không ai có thể nghe rõ ca từ nhanh ca. Tống Thư Hàng thậm chí hoài nghi tạo hóa Pháp Vương bài hát này căn bản cũng không có từ, chính là ở nơi đó hừ hừ. Sau đó tại tạo hóa Pháp Vương khác một bên, Vũ Nhu Tử cô nương đồng dạng hai cánh tay vươn về trước, hướng về phía trước nhảy, hướng về sau nhảy. Nàng cũng đang nhảy cương thi múa. Tống Thư Hàng, Vũ Nhu Tử cô nương nhảy cương thi múa thời điểm, luôn cảm giác là tại phát phúc lợi nhảy lên liền sẽ nhảy một cái, nhảy lên liền sẽ nhảy một cái. Hy vọng hình tượng này sẽ không bị linh điệp tôn giả nhìn thấy, nếu không tôn giả có thể sẽ rút kiếm giết đến tận cửa. Hắn lại khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía buổi hòa nhạc trên võ đài, nơi đó có một cái camera chính đối bọn hắn. Tạo hóa pháp vương buổi hòa nhạc hiện trường trực tiếp. Nói cách khác, hắn cùng Vũ Nhu Tử cho tạo hóa tiền bối bạn nhảy hình ảnh, đã thông qua trực tiếp truyền lại cho toàn thế giới mấy ngàn vạn linh hồn ca vương fan hâm mộ tống thư hàng biết mình lại phải nổi danh, so với lần trước mặt pháp chi chiến cao thăng sư huynh ảnh hưởng còn muốn to lớn, mặt pháp chi chiến lực ảnh hưởng trước mắt phần lớn còn giới hạn trong trong nước, hải ngoại mặc dù cũng đã bắt đầu chiếu lên, nhưng lực ảnh hưởng còn không có mở rộng ra, mà tạo hóa pháp vương phen hâm mộ đã trải rộng toàn cầu, bao quát hoa hạ ở bên trong. a, à, thư hàng ngươi đã tỉnh a, à. lúc này bạch tiền bối thanh âm tại tống thư hàng trong đầu vang lên. Bạch tiền bối còn không có rời đi. Này lúc, tống thư hàng thân thể còn tại cho tạo hóa tiền bối bạn nhảy, kế cương thi múa về sau là con rối múa, thân thể của hắn phản phất như là bị lực lượng nào đó dính dấp, giống con rối đồng dạng đang hành động. Tống thư hàng lúc này con rối múa tuyệt đối là thế giới đỉnh tiêm trình độ bởi vì hắn nhảy là chân chính con rối múa. Thân thể của hắn liền cùng con rối đồng dạng không cách nào động đậy, ở trên người hắn có thật nhiều nhìn không thấy tuyến treo hắn, điều khiển hắn nhảy lên. Bạch tiền bối, vừa rồi xảy ra chuyện gì rồi? Vì cái gì ta lại ở trên võ đài? Tống Thư Hàng lập tức dò hỏi. Bạch tiền bối nói, cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là ta nguyên nhân á. Vừa rồi vị kia tạo hóa ca vương mời ngươi cùng vị kia vũ nhu tử tiểu cô nương cùng tiến lên đến khiêu vũ. Nhưng ngươi còn đang ngủ say, ta hay dùng khôi lỗi tuyến khống chế ngươi đi lên bạn nhảy. Yên tâm đi, gần nhất ta tại thế giới loài người đi dạo lâu như vậy, đối máy móc múa A, cương thi múa A, con rối múa A đều có chỗ hiểu rõ. Ta liền nhiều năm trước lưu hành cưỡi ngựa múa đều biết, có cần phải tới thượng một đoạn. Tống Thư Hàng, cưỡi ngựa múa, từ bỏ đi, cái kia múa nhìn qua rất xấu hổ A. Đối bạch tiền bối, đệ tử của ta tiểu thải, chính là cái kia tước yêu, nàng tâm ma kiếp như thế nào. Vượt qua sao? Ta không có chú ý, chơi quá này. Bạch tiền bối nói. Tống thư hàng khóe miệng co giật, hắn lại cố gắng đem con mắt liếc về phía bản thân nguyên bản chỗ ngồi. Đậu đậu lại từ trong hôn mê tỉnh lại, này lúc hắn đang lăn lộn đầy đất. Sau đó tại tống thư hàng nguyên bản vị trí bên trên, tiểu thải còn lật nằm, cánh mở rộng, hai cái bắp chân hướng phía không trung đạp a à đạp, nhưng nàng vẫn không có từ tâm ma kiếp trạng thái bên trong khôi phục bộ dáng. Tiểu thải tâm ma kiếp nên cũng bị cưỡng chế thay thế thành, tạo hóa pháp phương buổi hòa nhạc, mới đúng, nhưng nàng tựa hồ vẫn còn tâm ma kiếp bên trong, không cách nào thức tỉnh. Tạo hóa ca vương, thiên lại tri âm, cũng không phải vạn năng, mà lại, cũng không phải mỗi một cái nghe được tiếng ca người, tâm ma đều có thể bị cưỡng chế thay thế. Luôn có người hội miễn dịch tạo hóa ca vương tiếng ca. Nói không chừng người vị này tước yêu đệ tử chính là miễn dịch người bên trong một vị. Bạch tiền bối nói, tống thư hàng trong lòng ngầm thở dài. Tiểu thải nếu thật miễn dịch tạo hóa pháp vương trong tiếng ca, thiên lại tri âm, hiệu quả, cái kia tâm ma kiếp đối nàng mà nói liền thật sự là địa ngục cấp độ khó. Nàng bản thân thì có, tình thương, lại từng kém chút bởi vì thọ nguyên sắp hết mà chết, đây đều là nội tâm của nàng nhược điểm. Lại thêm nàng bản thân ý chí cũng chỉ là phổ thông tiêu chuẩn. Nếu như buổi hòa nhạc không được, chờ buổi hòa nhạc sau khi kết thúc, ta mời tạo hóa tiền bối tại tiểu thải bên tai hát một bài nhìn xem. Hoặc là dứt khoát nắm vuốt tiểu thải khi microphone, dạng này hiệu quả có thể hay không tốt đi một chút. Tống Thư Hàng nói, mặt khác, Tống Thư Hàng đối với tạo hóa Pháp Phương, thiên lại tri âm, rất ngạc nhiên. Là tạo hóa tiền bối thiên phú, vẫn là tạo hóa Pháp Phương có được cái gì đặc thù kỳ ngộ. Bạch tiền bối, hắn đột nhiên cảm giác Tống Thư Hàng tiểu hữu cái này ra hỏa, rất thích hợp đi cửu U phát triển. Đem chính mình đệ tử giao cho tạo hóa Pháp Phương khi microphone loại này tàn nhẫn sự tình cũng có thể làm ra, uốn tại hiện thế phát triển thật sự là ủy khuất hắn tạo hóa pháp vương nhanh ca nói hát rốt cuộc chuẩn bị kết thúc bạch tiền bối bạn nhảy cũng có thể kết thúc đi tống thư hàng nói bạch tiền bối ân nhanh phần cuối đến cái cưỡi ngựa múa đi tống thư hàng khóe miệng co giật bạch tiền bối ngài vì sao muốn như thế chấp nhất tống tiền bối bạn nhảy sắp kết thúc rồi tiếp xuống chúng ta tới đoạn cưỡi ngựa múa đi cái kia múa đặc biệt đùa tống tiền bối người biết sao đồng thời Vũ Nhu Tử cho Tống Thư Hàng truyền âm nhập mật nói. Tống Thư Hàng, Vũ Nhu Tử ngươi cùng bạch tiền bối vì sao muốn như thế đồng bộ. Sau đó, theo con rối múa một cái động tác sau cùng kết thúc, Vũ Nhu Tử cùng Tống Thư Hàng bày ra cưới ngựa múa cất bước động tác. Vũ Nhu Tử đó là đẹp mắt, Tống Thư Hàng đó là giới múa. Theo tạo hóa Pháp Vương tiếng ca cuối cùng một tiết cao đoạn, Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử uyển chuyển nhảy múa. Tống Thư Hàng im lặng vọng thiên, nhảy liền nhảy đi dù sao bản thân toàn bộ hành trình đầu gỗ không cần bản thân nhảy cho nên cũng không quan trọng a à, chật chật có ý tứ tống thư hàng ra tình huống ta muốn chạy trốn đột nhiên bạch tiền bối lên tiếng nói tống thư hàng a à. người nên cũng biết đương kim thiên biến cho nên hiện thế cử phẩm kiếp tiên trở lên ra hỏa đều tị thế đi miễn cho bị cuốn vào đại kiếp mà giống như ta vậy tồn tại đặc thù tại hiện thế sinh động lời nói liền càng thêm chói mắt ta bị chú ý tới cho nên muốn bỏ chạy bạch tiền bối nói tống thư hàng tiếp xuống cưỡi ngựa múa liền từ chính ngươi làm xong bạch tiền bối nói tống thư hàng vọng thiên bạch tiền bối cưỡi ngựa múa đều tốt mấy năm trước múa ta chỉ nhớ hướng một động tác còn sót lại ta không biết ha à. vậy làm sao bây giờ ta nếu không chạy liền chạy không được nữa đúng có biện pháp trước khi đi chúng ta chơi cái trò chơi đi bạch tiền bối nói tống thư hàng trong lòng cứng lên có loại dự cảm không ổn lăn lộn đi tống bảo bảo bạch tiền bối cười ha ha nói tống thư hàng không cần đừng ở chỗ này người ở đây nhiều lắm chúng ta lần sau tìm một chỗ không người đi nhưng là trễ bạch tiền bối đưa tay tại tống thư hàng trên lưng một phách sau đó nguyên bản đang nhảy cưỡi ngựa múa tống thư hàng trùng thiên mà lên thân hình của hắn trong hư không quay cuồng lên, từ sân khấu trái lăn đến phải, lại từ phải lăn đến trái. Lại lăn đến trước, lại lăn đến phải, đang lăn lộn đồng thời, hắn còn duy trì cưỡi ngựa múa tư thế, hai tay trùng điệp ở trước người, thân thể tại không từ tự do làm lấy khiêu vũ tư thế. Trong hư không cuồn cuộn lấy khiêu vũ, vậy mà ngoài ý muốn có chút xuất khí. Toàn trường mạnh nhất biểu diễn tạo hóa ca vương. Toàn trường tốt nhất bạn nhảy tống thư hàng. Toàn trường đẹp nhất bạn nhảy Vũ Nhu tử. Vũ Nhu tử nháy nháy mắt. Không hổ là tống tiền bối, cưỡi ngựa múa vẫn còn có loại này thao tác phương thức. Nàng cũng có chút dục dịch, nhưng là nàng nghĩ nghĩ bản thân kỹ năng phối trí, tưởng tượng tống thư hàng dạng này trong hư không lăn lộn lại duy trì cưỡi ngựa múa tư thế, tựa hồ làm không được. Vũ Nhu tử có chút ủ rũ. Lăn lộn bên trong tống thư hàng xa xa nhìn thấy Bạch Tiền bối đối phất tay. Sau đó Bạch tiền bối biến mất. Tiền bối, trước khi đi chỉ ít trước hết để cho ta đình chỉ lăn lộn A. À. Tống Thư Hàng kêu lên, nhưng đáng tiếc tiếng kêu của hắn Bạch tiền bối đã nghe không được. Không có biện pháp, chỉ có thể tự lực cánh sinh. Ra đi, chờ đợi cùng lời hứa tiên tử. Tống Thư Hàng nói, công đức xà Mỹ nhân hiện thân, phù sau lưng Tống Thư Hàng. Giúp ta dừng lại đi Tống Thư Hàng hạ đạt chỉ lệnh. Công đức xà Mỹ nhân nghẹo đầu, đối Tống Thư Hàng nháy nháy mắt. Tống Thư Hàng trong lòng đột nhiên có loại dự cảm không ổn. Sau một khắc, công đức xà mỹ nhân, a a a a. Bốn tiếng có tiết tấu kêu thảm, mà lại là Tống Thư Hàng thanh âm. Kêu thảm phía sau nàng suy yếu ngã xuống đất, cùng Tống Thư Hàng song song đổ vào cùng một chỗ. Tống Thư Hàng trong hư không từ phải lăn đến trái, nàng cũng đi theo Tống Thư Hàng từ phải lăn đến trái. Tống Thư Hàng trong hư không lúc trước lăn đến phía sau nàng cũng đi theo Tống Thư Hàng lúc trước lăn đến sau. Gấp đôi suất khí lăn lộn. Tống Thư Hàng. Trong chất nhóm này, toàn trường tốt nhất Tống Thư Hàng cùng hắn công đức xả mỹ nhân. Liên tạo hóa ca vương tồn tại cảm giác đều bị áp chế. Hoa hạ địa khu, có rất nhiều người xem tạo hóa pháp vương trực tiếp. Bất quá trong đó có rất nhiều người, đều là đóng lại, thanh âm, phía sau xem trực tiếp. Bởi vì đoàn người rất ngạc nhiên, vị này trong thời gian ngắn hồng biến thế giới, linh hồn ca vương địa ngục người dẫn đạo, tạo hóa ca vương buổi hòa nhạc, đến cùng là bộ dáng gì? Rất nhanh, có người thấy được cao thăng sư huynh, ở trên vũ đài nhấp nhô khiêu vũ dáng người. Vị này không phải cao thăng sư huynh sao? Ngọa thảo, cái này đặc hiệu thực như bức, trên không trung lăn lộn là thế nào làm được? Không trung có tầng một pha lê cách, cao thăng sư huynh tại pha lê thượng nhấp nhô. Phóng đại nhìn xem, giọng nói nhắn lại bá, bá tống chương 1283, tu luyện để cho ta khoái hoạt. Tạo hóa pháp vương buổi hòa nhạc cuối cùng kết thúc. Phía dưới, thây ngang khắp đồng. Duy nhị hai vị người sống sót chính là Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử. Tống Thư Hàng có bạch tiền bối thêm bắc mở hách mới có thể còn sống sót. Vũ Nhu Tử lại là dựa vào chính nàng, may mắn còn sống sót đến cuối cùng. Giữa hai bên cao thấp lập kiến. Bần tăng buổi hòa nhạc, đến tận đây kết thúc, cảm ơn mọi người tạo hóa pháp vương đối mặt với toàn thể bổ nhào đạo hiếu, hài lòng ban bố một thiên kết thúc văn. Chúc mừng tạo hóa tiền bối lần thứ nhất tu chân giới buổi hòa nhạc, xây dựng thành công. Vũ Nhu Tử chúc mừng nói. Nàng tự nhiên có thể nhìn ra tạo hóa tiền bối, buổi hòa nhạc uy lực. Theo nàng thống kê sơ lược, phía dưới lâm vào tâm ma kiếp đạo hiếu, chỉ ít có 6 phần 10 tả hữu số lượng, từ tâm ma kiếp bên trong vùng vẫy đi ra. Nói cách khác, tạo hóa tiền bối buổi hòa nhạc đối tâm ma kiếp là chân chính hữu hiệu. Mà lại, công hiệu vượt qua 6 thành. Đó là cái kinh người số liệu. Lần này, Thích Ca Mâu Ni buổi hòa nhạc còn mời tới tu sĩ Nhật Báo phóng viên cùng các đại tu luyện giới quyền uy truyền thông. Chờ những ngày thấy chết không sờn phóng viên từ bổ nhào trạng thái bên trong sau khi tỉnh lại, nhất định sẽ thống kê buổi hòa nhạc thành quả, lại đem chuyện này đem truyền khắp toàn bộ tu luyện giới. Vũ Nhu Tử đã có thể đoán được tạo hóa Pháp Phương tương lai được hoan nghênh trình độ. Từ hôm nay trở đi, chư thiên vạn giới tu luyện thế lực lớn đều sẽ hướng tạo hóa tiền bối phát ra buổi hòa nhạc mời. Đến lúc đó, tạo hóa Pháp Phương xuất tràng phí nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên. Tạ ơn, ha 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 ha, tạo hóa Pháp Phương vui vẻ cười nói. Tống Thư Hàng đồng dạng đối tạo hóa Pháp Phương ôm quyền chúc mừng, mà lại, tạo hóa tiền bối buổi hòa nhạc đối tâm ma tác dụng, chỉ có hiện trường biểu diễn công hiệu lớn nhất. Tóm lại, tạo hóa tiền bối chuẩn bị kỹ càng mỗi lần buổi hòa nhạc buổi diễn bạo mãn đi. Hắn tại vạn người chú ý một mực suốt khí lăn lộn đến tạo hóa tiền bối buổi hòa nhạc kết thúc, tâm thật mệt mỏi. Ha ha ha, là thế này phải không? Tạo hóa Pháp Vương cười ha ha nói. Tống Thư Hàng lại hiếu kỳ hỏi, tạo hóa tiền bối, người tu luyện qua cái gì công pháp đặc thù sao? Người trong tiếng ca, mang theo một sợi, thiên lại chi âm, hiệu quả, chính là cái kia sợi thiên lại chi âm để ngươi tiếng ca có được phụ trợ tâm ma kiếp hiệu quả tống tiền bối tạo hóa tiền bối tiếng ca vốn chính là tiếng trời nha một bên vũ nhu tử nói tống thư hàng ngắm nhìn vũ nhu tử nhẹ gật đầu không sai được vũ nhu tử cô nương cấu tạo khẳng định cùng người bình thường khác biệt chỉ ít thính giác phương diện cùng từ khác nhau a à, tống tiểu hữu vậy mà có thể nghe được cái thanh âm kia tạo hóa pháp vương ngừng tiếu dung nghiêm túc nhìn về phía tống thư hàng Quả nhiên, tạo hóa tiền bối cũng biết chính hắn thanh âm bên trong ẩn chứa thiên lại chi âm. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Cái thanh âm kia, kỳ thật tại ta bước vào tu hành, mở miệng khiếu thiên phú sau liền xuất hiện. Nhưng cho tới nay, chỉ có ta lên tiếng ca hát thanh âm, hắn mới có thể xuất hiện, hoàn toàn không nhận ta khống chế. Mà lại cái thanh âm này, chỉ có chính ta có thể nghe được, những người khác hoàn toàn không cách nào bắt được hắn. Tạo hóa Pháp Vương nói hắn nhìn Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử, nói không chừng, các ngươi hai cái là duy nhị có thể cảm ứng được ta trong tiếng ca ẩn tàng thanh âm người, hai người các ngươi là tồn tại đặc thù. Không không không, chỉ có Vũ Nhu Tử là tồn tại đặc thù. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Cho nên, tạo hóa tiền bối tiếng ca dễ nghe như vậy, kỳ thật cùng khẩu khiếu thiên phú có quan hệ. Vũ Nhu Tử nháy nháy mắt. Tạo hóa Pháp Vương nghiêm túc nói, tiếng ca thiên phú đối với ca sĩ tới nói chỉ là cơ sở, hậu thiên rèn luyện cũng không có thể thiếu, mà lại sáng tác bài hát phổ nhạc cũng rất trọng yếu. Vũ Nhu Tử dùng sức chút đầu, ta hiểu được, tạo hóa tiền bối. Nếu như có thể mà nói, tương lai ta nhất định phải hướng tiền bối ngài học ca. Tốt, chỉ cần ngươi nguyện ý, người cái này đệ tử ta liền nhận. Tạo hóa tiền bối nói. Tống Thư Hàng không hiểu thay linh điệp tôn giả lo lắng. Bất quá, tạo hóa pháp phương trong tiếng ca tiếng trời thật chỉ là, khẩu khiếu thiên phú, đơn giản như vậy sao? Có thể đem tâm ma kiếp tràng cảnh cưỡng ép thay thế, luôn cảm giác tạo hóa tiền bối tiếng ca không có đơn giản như vậy a. À. Tống Thư Hàng cũng không có đi suy nghĩ nhiều, dù sao đối tạo hóa tiền bối tới nói, năng lực này là một chuyện tốt. Hắn nhìn về phía dưới võ đài phương, chỗ ngồi của mình. Nơi đó, tước yêu Tiểu Thải vẫn như cũ rơi vào tâm ma kiếp trạng thái bên trong. Tiểu Thải, Tống Thư Hàng thở dài, sau đó thả người nhảy lên, rơi xuống tiểu thải bên người, đưa nàng nâng lên. Tạo hóa tiền bối, ta có thể lại mời ngươi hát một bài sao? Tống Thư Hàng hỏi. Tạo hóa Pháp Vương nhãn tình sáng lên, mặc dù người xem chỉ còn lại có người cùng Vũ Nhu Tử, nhưng hát một bài nữa cũng hoàn toàn không có vấn đề. Tống Thư Hàng đem tiểu thải dơ lên, tạo hóa tiền bối, đang hát thời điểm, có thể hay không dùng ta đệ tử tiểu thải khi microphone. Tạo hóa Pháp Vương rất lý giải tới đây chính là vì thầy người dụng tâm lương khổ a à. Không có vấn đề, vậy ta liền chuyên môn lại vì tiểu thải sư chất hát một bài tiểu ca đi, các người có cái gì muốn nghe ca sao? Ca khúc được yêu thích cũng không thành vấn đề, tạo hóa pháp phương tiếp nhận tiểu thải, một tay bắt lấy thân thể của nàng thay thế microphone. Ta nghĩ nghe trên đời chỉ có mụ mụ tốt, Vũ Nhu Tử nhấc tay nói. Bài hát này nếu như bị Linh Điệp tiền bối nghe được, hắn sẽ thương tâm. Tống Thư Hàng cười nói nói trở lại, một mực không có nghe Vũ Nhu Tử nhắc qua mẹ của nàng sự tình. Vũ Nhu Tử nghĩ nghĩ, nói cũng đúng, cái kia đổi thành trên đời chỉ có ba ba tốt. Vậy ngươi mụ mụ làm sao bây giờ? Tạo hóa Pháp Vương hỏi. Vũ Nhu Tử khoát tay áo, không có việc gì, mụ mụ rất yêu ta, không cần lo lắng nàng ăn dấm. Tống Thư Hàng, vậy không bằng đổi thành trên đời chỉ có cha mẹ tốt. Cái kia còn có, ra ra cùng nãi nãi đâu, ra ra nãi nãi biểu thị không phục, ra ra nãi nãi yêu cũng là yêu, chỉ hát cha mẹ, ra ra nãi nãi biểu thị không phục. Một thanh âm run rẩy nói ra là đại hải quy tiền bối. Nó chân thực cảnh giới là ở đây mạnh nhất, cho nên thức tỉnh nhanh nhất. Tống thư hàng, cho nên bài hát này đến cùng là ai sáng tác? Được rồi, vẫn là đổi bài hát đi." Tạo hóa pháp vương nói. Đang khi nói chuyện, Tạo hóa pháp phương tay tiểu thải đột nhiên phát ra một tiếng kêu tiếng chít chít. Sau đó cặp mắt tì hí của nàng chậm rãi mở ra. Tạo hóa pháp vương, vũ nhu tử, tống thư hàng ánh mắt lập tức tập trung đến trên người nàng. Tiểu thải có chút mơ hồ, nàng nháy nháy mắt. Sau một khắc, nàng phát hiện mình bị người nắm trong tay, lập tức dẫy ruộng. Chớ lộn xộn, tiểu thải, tống thư hàng đưa tay, từ tạo hóa pháp phương trong tay tiếp nhận tiểu thải. Tiểu thải nghiêng đầu, xảy ra chuyện gì rồi? Vũ Nhu Tử hì hì cười nói, vừa rồi tống tiền bối gặp ngươi còn không có từ tâm ma kiếp bên trong tỉnh lại, cho nên mời tạo hóa tiền bối cho ngươi chuyên môn hát một bài ca. Tạo hóa tiền bối tiếng ca có được phụ trợ độ tâm ma kiếp huy lực. Tiểu thải nhẹ gật đầu, lại hỏi, nhưng là sư phụ, vì cái gì ta sẽ bị tạo hóa tiền bối chộp trong tay? Bởi vì tống tiểu hữu muốn cho ngươi trở thành ta microphone, dạng này tiếng ca hiệu quả tốt nhất. Tạo hóa pháp vương ha ha cười nói. Tiểu thải kích động đến lệ rơi đầy mặt, "Sư phụ, người thật tốt, tạ ơn." Nếu không phải bản tước sớm một bước tỉnh lại, liền đã trở thành tạo hóa tiền bối microphone. Tiểu thải hồi tưởng lại, còn lòng còn sợ hãi, nàng kém một chút liền bổ nhào. Nhưng đây là sư phụ yêu thương, quan tâm nàng, nàng còn có thể làm sao? Chỉ có dương dương tạ ơn sư phụ hảo ý. "Không khách khí, Tống thư hàng nói, đây là vi sư phải làm." tiểu thải tiếp tục lệ rơi đầy mặt thật hy vọng lần sau sư phụ có thể sử dụng càng chính xác phương pháp yêu thương nàng. Người tâm ma kiếp đi qua, Tống Thư Hàng hỏi. Đúng vậy, sư phụ, ta rốt cuộc chiến thắng tâm ma kiếp, từ đó về sau, tình yêu đã không phải là tâm ma của ta. Tiểu thải huy động cánh, tự tin nói. Ngươi là thế nào đột phá tâm ma kiếp, có thể nói một chút sao? Vũ Nhu Tử Hiếu Kỳ hỏi. Đương nhiên không có vấn đề, trước đó trong một đoạn thời gian rất dài, ta đều lâm vào tại tâm ma bên trong, đó là ta trước kia tình thương, là ta nhược điểm lớn nhất. Bất quá hôm nay thời điểm, bên tai của ta vang lên một cái âm thanh tự nhiên, nàng một mực đang bên tai của ta cổ vũ ta, an ủi ta. Mỗi lần tâm ma kiếp dùng tình thương đem ta đánh bại lúc, ngày đó lại thanh âm sẽ xuất hiện. Tiểu thải nói, tống thư hàng cùng vũ nhu tử nhãn tình sáng lên đây cũng là tạo hóa pháp phương tiếng ca hiệu quả. Tại lần lượt thất bại cùng an ủi bên trong, ta rốt cuộc chiến thắng tâm ma. Tiểu thải tuyên bố, từ hôm nay trở đi, tình yêu cũng đã không thể trói buộc ta. Bởi vì so với tình yêu đến, ta còn có càng quý giá đồ vật. Đúng, tình yêu không phải cuộc đời duy nhất bảo vật, người còn có hữu nghị, còn có thân tình. Tống Thư Hàng nói, tiểu thải một mặt mê mang, sư phụ, so tình yêu càng quý giá đồ vật không phải, tu luyện, sao? A, à, đối với ta bối tu sĩ tới nói, tu luyện mới là chuyện trọng yếu nhất tình yêu bất quá là dài rằng giặc sinh mệnh một đóa bọt nước. Cho nên, tại dài rằng giặc tu luyện kiếp sống bên trong, ta càng yêu tu luyện, tu luyện mới có thể để cho ta khoái hoạt cùng thỏa mãn. Tiểu thải huy động cánh nói, ta yêu tu luyện, tu luyện để cho ta khoái hoạt. JPG, không tu luyện, tình nguyện chết. JPG, một giây không tu luyện, ta liền toàn thân không thoải mái tư cơ. JPG, ta không cần tình yêu, ta hiện tại trong lòng chỉ có một việc tình cái kia chính là tu luyện jpg cho nên tình yêu đã là dư thừa đồ vật ta thích tu luyện thắng qua thế gian hết thảy jpg tiểu thải phát ra liên tiếp cùng loại tuyên ngôn câu đây là độc thân chó tuyên ngôn sao không đúng nàng là tước yêu cho nên đây là độc thân tước tuyên ngôn sao tống thư hàng nhìn qua tiểu thải luôn cảm giác theo lần này tâm ma kiếp tiểu thải thế giới quan nhận lấy vặn vẹo sư phụ, tiếp xuống mời truyền thụ cho ta lại thêm cao thâm đao pháp đi. Ta hội theo sát sư phụ giấu chân, sớm ngày bước vào ngũ phẩm đại yêu cảnh giới. Đến ngày đó, ta mới có thể xứng được với sư phụ ngươi cho ta đạo hiệu kim cương quân tử đao. Tiểu thải vui vẻ nói. Đúng, tiểu thải trước đó độ kiếp là tam phẩm tấn tứ phẩm, hiện tại nàng đã là tứ phẩm tước yêu. Vi sư đao pháp, không thể coi thường, người phải làm cho tốt chịu khổ chuẩn bị. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói. Tiểu thải, sư phụ, nếm trải trong khổ đau, mới là tước thượng yêu, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Tốt, người bây giờ tới trước vi sư thế giới bên trong nghỉ ngơi một đoạn thời gian, củng cố cảnh giới. Chờ ngươi củng cố cảnh giới hoàn tất phía sau vi sư truyền thụ cho ngươi một môn tinh thâm đao pháp. Tống Thư Hàng nói, tiểu thải, sư phụ, thời gian quý giá không nên lãng phí ở nghỉ ngơi lên. Nghỉ ngơi là người chết mới làm sự, chúng ta bây giờ liền bắt đầu tu luyện đi mời sư phụ yên tâm, thân thể của ta không có vấn đề. Tống Thư Hàng, chương 1284, để đệ, đệ tử Phật môn làm phù rể thế nhưng là ngược tâm kịch. Nghỉ ngơi là người chết mới làm sự tình. Tống Thư Hàng không khỏi ngắm nhìn buổi hòa nhạc hàng thứ nhất lưu kiếm nhất sư huynh. Cho nên vị sư huynh này đã là vị người chết sao? Tới đi, sư phụ, chúng ta sau đó phải học tập cái gì đao pháp? Còn có tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công tầng thứ tư, ta có phải hay không cũng có thể bắt đầu học được. Mặt khác sư phụ, ta cương thủ đã có loại muốn đại thành dự cảm, ta muốn hay không cho ngươi biểu thị một lần. Tiểu thải trên mặt đất nhảy nhảy nhót nhót, một khắc cũng nhàn không xuống dáng vẻ. Tống tiền bối, người khai môn đại đệ tử bị hư. Vũ Nhu Tử nói. Tống thư hàng yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó hắn đưa tay đối tiểu thải vẫy vẫy. Tiểu thải bay đến tống thư hàng lòng bàn tay, sư phụ phải cho ta truyền công sao. Tới đi, chúng ta trước học cái gì? Ngươi cho ta thật tốt đi củng cố cảnh giới, chỉ có đem cảnh giới củng cố, người mới có thể tại tu luyện một đường thượng đi ra càng xa. Hơn Tống Thư Hàng nói, tiểu thải, thế nhưng là sư phụ, ta hiện tại toàn thân đều là kinh, nhàn không xuống. Cho nên, củng cố cảnh giới cũng là kiên định đạo tâm một bộ phận. Đi thôi, đi sư phụ thế giới bên trong hảo hảo minh tưởng đi. Tống Thư Hàng đưa tay vẩy một cái, đem tiểu thải đưa vào đến hạch tâm thế giới, điền viên phụ cận thông nương bây giờ đang ở nơi đó nàng cắm rễ trên mộ đạo thạch đem tiểu thải đem đến bên người nàng hy vọng mộ đạo thạch đặc thù công hiệu có thể làm cho tiểu thải lãnh tĩnh một chút tạo hóa pháp vương xoa cầm kỳ thật một vị chăm chỉ đệ tử vẫn là rất khả ái không nói cái này ta hiện tại còn muốn hay không hát một bài nữa tống thư hàng tiền bối tiểu thải đã tỉnh vậy không bằng liền lần sau lại hát đi cũng đúng tạo hóa pháp vương nói ra nhưng hắn có chút vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ. Tiền bối, phía dưới những này đạo hữu nên xử lý như thế nào? Tống Thư Hàng chỉ phía dưới đông đảo ngã trái ngã phải đạo hữu, lên tiếng hỏi. Để đó đi, dù sao chẳng mấy chốc sẽ tỉnh, tạo hóa pháp phương dứt lời, lại nhìn mắt những cái kia còn rơi vào tâm ma kiếp không có thức tỉnh bốn thành đạo hữu, thở dài. Hắn đã tận lực, những này tâm ma kiếp đạo hữu chỉ sợ lại muốn tìm kiếm cái khác độ kiếp thời cơ, lại hoặc là rất có thể sẽ hãm sâu tâm ma, thậm chí có thể sẽ ma hỏa đốt người mà chết. Tâm ma kiếp cũng là thiên kiếp, là thiên kiếp liền sẽ có thân tử đạo tiêu nguy cơ. Tạo hóa pháp phương trong tay xuất hiện một chuỗi tràng hạt, hắn dựng thẳng trường tại trước ngực, bắt đầu yên lặng niệm tụng kinh văn, là còn rơi vào tâm ma kiếp đạo hữu cầu phúc. Tống thư hàng cùng vũ nhu tử yên lặng đứng phía sau hắn, không có quấy giày thích ca mâu ni, ước chừng nửa nén hương thời gian sau. Tống Thư Hàng đột nhiên rụi rụi con mắt, hắn vậy mà từ trên thân tạo hóa Pháp Vương cảm ứng được một loại thư quyển khí tức. Rõ ràng là Phật môn cao tăng, vẫn là trong Phật môn cơ bắp phái đấu chiến Phật Tông cường giả, nhưng lúc này tạo hóa Pháp Vương trên người lại tản mát ra một loại, dáng vẻ thư sinh hơi thở tới. Tống Thư Hàng khóe mắt có chút ướt át, đạo diễn, cái này kịch bản có phải hay không có lỗi? Tống Tiền Bối, người vì sao lại cùng đậu đậu cùng một chỗ tới nghe buổi hòa nhạc? Lúc này, bên người Vũ Nhu tử nhàm chán, liền cùng Tống thư hàng tán gẫu. Tống thư hàng, ta hôm nay gặp được Đậu Đậu, hắn vừa lúc ở nhà ta làm khách. Sau đó, Đậu Đậu mời ta giúp nó tổ đội tìm một chi phù rể đoàn. Nhưng ta lại vội vàng đến tạo hóa tiền bối buổi hòa nhạc, cho nên, Đậu Đậu cũng chỉ đành theo giúp ta tới nghe tạo hóa tiền bối buổi hòa nhạc. Thì ra là thế, Vũ Nhu tử nhẹ gật đầu, nhưng đột nhiên nàng liền nghĩ tới một sự kiện, không đúng rồi, Tống tiền bối đậu đậu không phải lấy chồng sao, tại sao phải tổ phù rể đoàn, không nên tổ một chi phù dâu đội ngũ sao. Tống Thư Hàng giải thích nói, dù sao đậu đậu là khuyển gia, coi như lấy chồng tổ phù dâu đội ngũ cũng rất quái lạ, cho nên tại đề nghị của ta hạ quyết định tổ một chi phù rể đội ngũ. Bởi vì tạo hóa Pháp Phương trực tiếp cùng Vũ Nhu Tử trực tiếp đã sớm quan bế, cho nên trò chuyện một số liên quan đến tu chân giới sự tình cũng không cần lo lắng. Dạng này nha, Vũ Nhu Tử lại gật đầu một cái, sau đó nàng lại hỏi cái kia tống tiền bối người tìm ai làm phù rể tống thư hàng nhún vai một cái đều không tìm tới hoa đồng ngược lại là tìm tiểu quả quả cái kia tống tiền bối người nhìn ta được không vũ nhu tử vui vẻ nói tống thư hàng a à, giả gái không đúng là nữ giả nam trang nha ta cũng có thể cách ăn mặc thành xuất khí nam tu xung làm đậu đậu phù rể vũ nhu tử nói trong nội tâm nàng còn có câu nói không nói ra nếu như vạn nhất đậu đậu phù rể đoàn không cách nào thông qua Hoàng Sơn chân quân phê duyệt, cái kia nàng còn có thể lắc mình biến hóa, biến thành phù dâu, nhiều phù hợp. Dạng này góp đủ số thật sự không có vấn đề, Tống Thư Hàng hỏi. Thỏa thỏa, cam đoan không có vấn đề, mà lại tống tiền bối người nhìn kỹ ta, kỳ thật ta dáng dấp theo ta cha, cách ăn mặc một chút, lập tức liền là một cái xuất khí nam tu. Vũ Nhu Tử đem chính mình tóc dài dìu lên, đem chọn khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra tiến đến tống thư hàng trước mặt có loại ngọt ngào mùi thơm từ trên thân vũ nhu tử truyền ra khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng gần trong gang tấc mặt khác nói vũ nhu tử trường giống linh điệp tôn giả những người kia khẳng định mù tốt a à, nếu như đến lúc đó phù rể đoàn nhân số không đủ liền ra ngươi một cái tống thư hàng nói Sứt lời hắn lại nghĩ tới một kiện đồ vật tống thư hàng từ vòng tay pháp khí bên trong lấy ra một cái châm ngực chính là cái viên kia biến hình châm ngực. Cái này trả lại cho ngươi, lần trước từ ngươi cái kia nhường cái đến phía sau một mực không có tới kịp trả lại cho ngươi. Tống Thư Hàng cười nói. Vũ Nhu Tử tiếp nhận châm ngực, thè lưỡi, chính ta đều kém chút quên cái này châm ngực, nếu có cái này châm ngực, đến lúc đó ta nữ giả nam trang thì càng hoàn mỹ á. Các ngươi đang nói chuyện gì đâu, tạo hóa pháp vương nghiệm xong kinh văn phía sau quay đầu cười nói. Vũ Nhu Tử đang nói chuyện đậu đậu phù rể đoàn sự. Nha, đúng, đậu đậu hôn lễ có hay không hiến hát tiết mục. Ta nói thế nào cũng là biểu diễn giới tân cử tinh, ta cảm giác được thời điểm cho đậu đậu cùng tân nhân hát một chi ca thế nào. Tạo hóa Pháp Vương xoa cầm nói. Tống Thư Hàng, đậu đậu nghe được tạo hóa tiền bối đề nghị, nhất định sẽ rất vui vẻ. Nếu như hôn lễ có thể bị quấy loạn hơn, làm bị gả cái kia khuyển ra, đậu đậu nhất định rất rất thoải mái ta là đùa giỡn, đậu đậu vui vẻ lời nói, liền đại biểu cho Hoàng Sơn tiền bối hội bực bội. Tạo hóa Pháp Vương cười nói, ta có tự mình hiểu lấy. Có thể có tống tiểu hữu cùng vũ nhu tử các ngươi hai cái có thể thưởng thức ta tiếng ca mê ca nhạc ta đã rất vui vẻ. Thư hàng tiểu hữu phù rể ứng cử viên có nào? Ta ta ta, ta muốn nữ giả nam trang làm phù rể. Vũ nhu tử nhấc tay nói. Tạo hóa pháp vương khóe miệng giật một cái. Tống thư hàng, phù rể ta còn tại tìm, trước đó muốn tìm thông huyền đại sư đệ tử Tam Nhật Sư Huynh, nhưng là Sư Huynh cự tuyệt. Hắn nói hắn chỉ muốn yên lặng tham gia đậu đậu hôn lễ, không muốn làm phù rể. Không có cách, dù sao hắn là đệ tử Phật Môn. Đệ tử Phật Môn bình thường đều là độc thân, tục ra đệ tử bên trong kết hôn cũng không nhiều. Người để đệ tử Phật Môn làm phù rể, quả thực là ngược tâm kịch. Tạo hóa Pháp Vương nói. Tống Thư Hàng chấn kinh. Vẫn còn có nguyên nhân này. Hắn vậy mà hoàn toàn không nghĩ tới điểm này. Ngoại trừ tam nhật bên ngoài, người còn có cái gì nhân tuyển? Tạo hóa pháp phương hỏi. Tống thư hàng, ta biết đạo hiếu cũng chính là cửu châu nhất hào quần, bên trong mọi người, trừ cái đó ra, ta biết đều là người bình thường, không tốt tham gia đậu đậu hôn lễ. Trong quần đạo Hữu lời nói, cũng có rất nhiều người thích hợp làm phù rể. Phù rể tốt nhất là chưa cưới nam tử, dùng mạo đoan chính liền tốt, rượu phẩm muốn tốt ta nói với người nói chúng ta trong quần còn độc thân đi. Tạo hóa Pháp Vương nói. Tống Thư Hàng vội vàng móc ra tiểu sách vở. Tạo hóa Pháp Vương, đầu tiên, cửu châu nhất hào quần, bên trong độc thân đại quân hàng ngũ như nhất liệt, còn cơ bản không có thoát đơn hy vọng muốn thuộc chúng ta Phật Tông nhất hệ. Tỷ như ta, tỷ như thông huyền đại sư, còn có ta sư đệ thôn Vân Tăng. Bất quá chúng ta mặc dù độc thân, nhưng chúng ta không thích hợp làm phù rể. Sau đó, cuồng đao tam lãng, Tô Thị A Thất. Không đúng, A Thất nghe nói đã có bạn gái, mặc dù vẫn chỉ là nghe đồn, trước bỏ qua hắn. Sau đó Lão Bắc Hà, Diệt Phượng, Thiên Phủ Khí Tông Dương Huyền, đều vẫn là chưa lập gia đình. Tạo hóa Pháp Vương nói, tam lãng tiền bối không quá thích hợp, hắn cùng đậu đậu cùng một chỗ hội sinh ra phản ứng hóa học. Sau đó Bắc Hà tiền bối có thể suy tính một chút, Diệt Phượng tiền bối. Kỳ thật cũng không phải rất thích hợp, bất quá có thể ra một cái, sau đó dương huyền tiền bối mặc dù trong quần một mực có nhìn thấy hắn xuất hiện nhưng ta còn không có cùng hắn đơn độc tán gẫu qua tống thư Hàng nói không có cách dương huyền đạo hữu là trong quần gần với túy bá cư sĩ tiểu trong suốt đây này hắn tiểu trong suốt là bởi vì tính cách của hắn nguyên nhân hắn liền từ ta đến liên hệ đi tạo hóa pháp vương nói vũ nhu tử còn có bạch tiền bối đâu bạch tiền bối cũng độc thân a Tống thư hàng vô ý thức nói, kỳ thật Bạch Tiền Bối đã từng bị người cầu hôn qua. Người đang nói Bạch Hạc sao? Bạch Hạc cái kia không thể tính, hắn cái kia cầu hôn rất phức tạp, cá nhân ta cảm giác, nàng đối Bạch Đạo hữu cảm ơn quá nhiều tại tình yêu đi. Tạo hóa pháp vương nói. Tạo hóa pháp vương nhìn như thế thấu triệt, hẳn là hắn vẫn là tình cảm thông. Tống thư hàng nói, ta nói không phải Bạch Hạc Tiền Bối, là một người khác. Bất quá đối phương cụ thể thân phận ta không rõ ràng giáng dấp kia dạng gì tạo hóa pháp vương hiếu kỳ nói tống thư hàng ta không thể nói dù sao việc này liên quan đến bạch tiền bối tư ẩn trừ phi bạch tiền bối đồng ý nếu không phía sau nói người tư ẩn là rất ác liệt thói quen người cái này làm người khác khó chịu vì thèm tạo hóa pháp vương nói tống thư hàng cười khổ ta cũng là không cẩn thận nói lộ ra một chút điểm nhưng tiếp xuống ta thật sự không có thể nói trừ phi bạch tiền bối chính hắn đồng ý Vũ nhu tử cái kia tống tiền bối người nói một chút vị kia tiên tử là thế nào hướng bạch tiền bối tỏ tình đấy chứ liền theo chúng ta nói một chút đại khái tỏ tình tràng diện là thế nào dám hướng bạch tiền bối tỏ tình luôn cảm giác đó nhất định là vị nữ đế tiên tử phải có bá khí cùng thực lực tạo hóa pháp phương gật đầu nói ta cũng cảm giác như thế vị kia tỏ tình nữ tu không chỉ có thực lực mạnh hơn mà lại muốn có lòng tự tin rất lớn cảm giác mình có thể xứng được với bạch đạo hiếu có thể đứng ở bên cạnh hắn. Tống Thư Hàng lắc đầu, không thể nói, không thể nói. Bạch mã thanh sam thiếu niên lang hướng bạch tiền bối tỏ tình, chỉ có một câu kia. Câu nói kia thế nhưng là hai cái bạch tiền bối tử huyệt, nói ra liền sẽ chọc giận bọn hắn. Cho nên, không thể nói đây này. Tống Thư Hàng trong đầu tưởng tượng thấy lúc ấy tại, chân thực huyến tượng, trông được đến hình ảnh. Thanh sam thiếu niên lang cùng bạch tiền bối cũng xếp hàng ngồi. Tiểu bạch, người thật là tốt nhìn. Tiểu bạch, đợi người tóc dài tới eo phía sau gà ta được chứ. Đang lúc Tống Thư Hàng trong lúc suy tư, trước người có không gian năng lực ba động. Sau đó, Bạch Tiền Bối mang theo Tô Thị A thập lục dậm chân mà ra. Bạch Tiền Bối, sao ngươi lại tới đây? Tống Thư Hàng nói. Lúc này, hắn thánh ấn hiển hiện. Thánh ấn nhắm ngay Bạch Tiền Bối, phát ra một cái thanh âm uy nghiêm. Trường 1285, Bạch Tiền Bối mới thiên phú. Bạch Thánh, Người thật là tốt nhìn, thanh âm uy nghiêm nói. Tống Thư Hàng, đây là thánh ấn, thánh ngôn, công năng, có thể đem huyền thánh thanh âm thông qua, thánh ngôn, phương thức truyền ra ngoài, để huyền thánh lời nói mang lên lớn lao uy nghiêm. Nếu như là một số mệnh lệnh tính câu nói, còn kèm theo ngôn xuất phát vì hiệu quả. Nhưng là, thánh ấn lúc nào sẽ đem người trong lòng chỉ muốn một lần, cho nói ra ngoài. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Nhưng bây giờ trọng yếu nhất không phải điểm này, Trọng yếu nhất chính là câu này, Bạch Thánh, ngươi thật là tốt nhìn, chỉ là lời dạo đầu, phía dưới còn bổ sung một câu cấm kỵ đối thoại. Thánh ấn tiếp xuống sẽ không đem câu nói kia cũng mang ra a. À. Không được, tuyệt đối không đối để thánh ấn lên tiếng nữa, đến đem hắn thu hồi đi. Bạch Tiền Bối vừa cùng Tô Thị A thập lục từ không gian bên trong đi ra, nghe được tống thư hàng thánh ấn phát ra thanh âm phía sau Bạch Tiền Bối cũng là sững sờ. Sửng sốt một lát sau Bạch tiền bối trả lời, tạ ơn. Hắn trường đẹp mắt là sự thật, nhưng bị thánh ấn dùng loại này uy nghiêm ngữ khi tán dương, bạch tiền bối đều vẫn là lần thứ nhất gặp được. Trở về, đừng tiếp tục cho ta quấy rối. Tống Thư Hàng đưa tay đập trên thánh ấn, chuẩn bị đem hắn thu hồi. Bị Tống Thư Hàng vỗ một trường phía sau thánh ấn hơi chấn động một chút. Sau đó hắn đối bạch tiền bối lần nữa phát ra tiếng, bạch thánh, đợi ngươi tóc dài. Ngọa thảo thảo thảo. a à, 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 à. Tống Thư Hàng lớn tiếng gào thét, thuận tiện sử dụng Phật môn sư hống công. Tiếng giống như sấm rền cuồn cuộn quanh quẩn, lại thêm Tống Thư Hàng khẩu khiếu thiên phú, huyện âm, uy lực, để sư hống công mang lên một loại 3D vần quanh âm đặc hiệu. Đinh tai nhức óc, hắn dùng loại này bạo lực phương thức, cưỡng ép đem, thành ấn, thanh âm ép xuống. Kém chút liền xong đời. Cũng may ca cơ trí, lại nắm giữ lấy sư hống công. Nếu không, này lúc ca nói không chừng đã cưới duy nhất một lần lưu tinh kiếm 002 bản phi thiên. Tống Thư Hàng trong lòng âm thầm may mắn tiềm lực của con người là rất lớn, mọi người thường thường có thể tại bước ngoặt nguy hiểm, bộc phát ra nhanh trí. Vọng Thiên, Tống Tiểu hữu ngươi làm gì đâu? Đại Quy buồn bực nói, vừa đã trải qua tạo hóa pháp phương tiếng ca tàn phá, ngay sau đó Tống Thư Hàng lại tới sư tử hống, liền không thể thông cảm một chút hắn lão nhân ra sao. Bạch Tiền Bối Tô Thị A thập lục không ngừng xoa lỗ tai, Tống Thư Hàng một tiếng này sư tử hống tới quá đột nhiên, ai cũng không có phản ứng. Sư tử hống đúng a, diệu a. Lúc này bên người tạo hóa pháp vương đột nhiên dùng sức vỗ tay một cái, ta lần sau bắt đầu diễn sướng hội có thể dùng sư tử hống đến hát, hiệu quả khẳng định càng bồng. Tạo hóa pháp vương đã thức tỉnh kỹ năng mới. Trong thính phòng có mấy vị thực lực cao cường tu sĩ bị Tống Thư Hàng một tiếng sư tử hống bừng tỉnh. Sau đó bọn hắn tại trong mơ mơ màng màng nghe được, tạo hóa pháp vương, buổi hòa nhạc kế hoạch mới, mấy vị này thực lực cao cường tu sĩ não bổ xuống tạo hóa pháp phương sư tử hống buổi hòa nhạc, lập tức chớp mắt vậy đơn giản là mưu sát. Tống tiền bối, lần sau sư tử hống thời điểm, tốt nhất nhắc nhở một tiếng. Vũ nhu tử vỗ lỗ tai nói. Nói xong lúc, nàng đột nhiên linh quang khẽ động, vũ nhu tử xoa cầm, lâm vào trầm tư. Vũ nhu tử cô nương đối với bạo lực hình thanh âm sức chịu đựng rất cao, cái này từ nàng có thể hưởng thụ tạo hóa pháp phương tiếng ca liền có thể nghe được. Tống thư hàng dùng sư tử hống bạo lực đè xuống, Thanh ấn, nửa câu nói sau, nàng lại mơ hồ từ sư tử hống tạp âm nghe được đến Thanh ấn cái kia thanh âm uy nghiêm. Bất quá Thanh ấn thanh âm bị áp chế, quấy nhiễu, nàng nghe cũng không quá rõ ràng. Hiện tại, trong óc nàng chỉ tại không ngừng phân tích, gây dựng lại Thanh ấn nửa câu nói sau. Khứ trừ tạp âm, Thanh ấn lời kế tiếp hẳn là vũ nhu tử mở miệng thử nghiệm trở lại như cố thánh ấn nửa câu nói sau tóc dài kỹ ra ta hảo hữu không đúng lời này không thông a à. vũ nhu tử đang nói cái gì một bên tạo hóa pháp vương hiếu kỳ hỏi vũ nhu tử ta tại phân tích vừa rồi tống tiền bối thánh ấn nửa câu nói sau còn tại phân tích bên trong cái gì tống thư hàng vuốt vuốt bản thân cuống họng chính mình cũng hoàn toàn đem thánh ấn thanh âm đè chế vũ nhu tử còn có thể phân tích ra bản thân thanh âm lỗ tai của nàng đến cùng là cái gì kết cấu thánh ấn là muốn bạch tiền bối ra hắn hảo hữu thánh ấn cùng thánh ấn ở giữa còn có lẫn nhau ra hảo hữu công năng sao vũ nhu tử hỏi tống thư hàng lập tức nhẹ nhàng thở ra hắn đưa tay tóm chặt lấy thánh ấn cưỡng ép đem hắn thu hồi thể nội đoạn thời gian gần nhất hắn không để ý đến đối thánh ấn khống chế Tiếp xuống mỗi ngày hắn nhất định phải nhín chút thời gian tăng cường luyện tập đối thanh ấn khống chế, tuyệt đối không thể để cho hôm nay cố sự tái diễn. Không đúng, ta nhớ được phía trước một câu là, Bạch Thánh, đợi ngươi tóc dài, đằng sau làm sao biến thành ra bạn tốt. Tạo hóa Pháp Vương nói. Tống Thư Hàng. Tạo hóa tiền bối, ngươi không thấy được ta đều dùng sư tử hồng áp chế thanh ấn thanh âm sao. Ta phân tích ra được kết quả là đợi ngươi trường phát kỹ năng, ra ta hảo hiểu. Vũ Nhu Tử nói. Tạo hóa Pháp phương, câu nói không thông, khẳng định không phải. Hẳn là ý tứ gì khác mới đúng. Dừng lại, đừng có lại nghiên cứu một chút đi. Tống Thư Hàng vội vàng nói. Lại nghiên cứu một chút đi, Vũ Nhu Tử cùng tạo hóa Pháp Vương nói không chừng thật muốn đem nguyên văn cho chỉnh ra tới. Vũ Nhu Tử nghi ngờ nhìn qua Tống Thư Hàng. Lại nghiên cứu một chút đi, hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền sẽ lật. Tống Thư Hàng không ngừng đối với Vũ Nhu Tử cùng tạo hóa Pháp Phương nháy mắt, cho hai người nhắc nhở. Ha 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 tạo hóa Pháp Phương lập tức lĩnh ngộ Tống Thư Hàng ý tứ, tại là hắn cười ha ha một tiếng, chuẩn bị nói sang chuyện khác. Bất quá, trong lúc nhất thời hắn lại muốn không ra cái gì mới chủ đề. Cho nên, tạo hóa Pháp Phương cười khan một hồi phía sau chỉ có thể tiếp tục gượng cười, ha ha ha. Hào cấp, thời gian này nói chuyện phiếm cái gì mới tốt tràng diện một lần hết sức khó xử. Tống tiền bối, hiện tại hữu nghị thuyền nhỏ cái này ngạnh đã tiến hóa. Vũ Nhu Tử nhấc tay nói, trước đó không lâu, trên Internet liên quan tới, hữu nghị thuyền nhỏ lật thuyền, lại tăng lên, bể tình, thiết lập. Lật thuyền về sau, trên thuyền tiểu đồng bọn liền sẽ rơi vào bể tình. Cho nên, thừa dịp cái này ngạnh không có cái mới thiết lập thêm vào đi lên trước, bây giờ là hữu nghị thuyền nhỏ lật thuyền thời cơ tốt. Tống Thư Hàng khóe miệng giật một cái, Nói cách khác, hiện tại nếu như người đối ai nói, cẩn thận chúng ta hiểu nghị thuyền nhỏ lật thuyền, kỳ thật mang theo tỏ tình ý tứ. Ẩn tàng có ý tứ là chúng ta hiểu nghị đã mắc chỉ số, muốn hay không cân nhắc chuyển đổi thành tình yêu. Cho nên vừa rồi, tống tiền bối ngươi là tại hướng tạo hóa tiền bối cùng ta tỏ tình sao. Vũ Nhu Tử tiếp tục nói. Tống Thư Hàng, bổ. Tạo hóa Pháp Vương, bổ. Cũng may tạo hóa Pháp Vương cùng Vũ Nhu Tử không phải cuồng đao tam lãng nếu như là tam lãng tại chỗ, ôm chỉ cần sẽ không chết liền hướng trong tử tác tính cách, khẳng định phải đem, thanh ấn, thanh âm nội dung nghiên cứu triệt để. a à, 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 các người những người này năng lực trinh thám quá yếu gã, ta thực sự không nín được, muốn đứng ra phát ra tiếng. Đang lúc lúc này, trong thính phòng có một vị tu sĩ đứng lên nói. Hắn đẩy mắt kính của mình, nói câu nói này chỉ cần nghe nguyên câu, kết hợp với vũ nhu tử tiên tử câu kia kỹ, ra hảo hiếu, loại hình chữ mấu chốt, ta dùng chân chỉ đều có thể đem hắn suy đoán ra tới. Nguyên văn khẳng định là bạch thánh, đợi người tóc dài tới eo, gả. A a a a mắt tu sĩ dưới chân xuất hiện một thanh công đức chi quang ngưng tụ phi kiếm, thanh phi kiếm này đột phá không gian trực tiếp xuất hiện tại chân hắn. Sau một khắc, phi kiếm siêu một chút trùng thiên mà lên, lấy bạo lực tốc độ hướng phía hư không bay đi. Bởi vì thanh phi kiếm này chế tác lên tương đối gấp. Cho nên không có tới kịp kèm theo, xoắn ốc thăng thiên, kiếm nhận phong bạo, lưu tinh hiệu quả, loại hình loạn thất bát tao đặc hiệu. Vị này kính mắt tu sĩ vẫn tương đối may mắn. Tạo hóa pháp phương sờ lên bản thân tiểu tâm can, còn tốt bản thân kịp thời phanh lại, nếu không bay chính là mình cùng Vũ Nhu tử. Vũ Nhu tử nhãn tình sáng lên. Bạch Tiền Bối, Nguyên Văn ta cũng suy đoán ra đến rồi. Nàng nhấc tay đối Bạch Tiền Bối kêu lên, cũng cho ta, siêu, một cái thôi. Tống Thư Hàng. Đúng vậy, cửu châu nhất hào quần, các đạo hữu tránh không kịp, duy nhất một lần lưu tinh kiếm, Tống Thư Hàng chứng sợ độ cao căn nguyên, đối vũ nhu tử tới nói lại là ngận hải một loại tiết mục. Bạch tiền bối yên lặng móc ra một thanh tối tăm bảo đao. Bảo đao phách toái, cải tiến bản. Tống tiền bối, ta lập tức liền muốn bay, chúng ta ngày mai gặp. Nhớ kỹ, ta ngày mai muốn làm đậu đậu phù rể, nhớ kỹ lưu cho ta cái danh ngạch vũ nhu tử đối tống thư hàng phất tay, lại vui vẻ đối bạch tiền bối nói bạch tiền bối ta muốn xoắn ốc thăng thiên ta muốn hình rắn tiến công ta muốn lưu tinh hiệu quả bạch tiền bối vung tay lên một cái bảo đao phách toái chụp vào vũ nhu tử vũ nhu tử vội vàng dọn xong tư thế lúc này chỉ thấy bảo đao phách toái đón gió vừa tăng biến có cánh cửa lớn nhỏ thật cánh cửa đại đao đồng thời phách toái đao bốn bên cạnh bắn ra hàng rào đem vũ nhu tử bao ở trong đó Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên. Đúng đúng đúng, đây chính là ta muốn hiệu quả, bảo đao hàng rào, mang cho ngài phi hành lúc lớn nhất cảm giác an toàn, ngự đao phi hành lúc ngài đáng giá có được. Tống Thư Hàng này lúc đều có chút dục dịch ngóc đầu dậy, hận không thể lập tức có thể sử dụng bảo đao phách toái hàng rào bản trên không trung bay một vòng. Vũ Nhu Tử, a, à, không phải duy nhất một lần phi kiếm. Nàng vừa dứt lời, hàng rào phía trên đột nhiên nhiều một cái kình cốt trần nhà vũ nhu tử bị giam nhập trong đó tống thư hàng chờ đã thiên hoa này tấm không phải vật của ta muốn a à. bốn cái hàng rào lại thêm trần nhà phong cách vẽ liền triệt để thay đổi thấy thế nào đều cảm giác như cái lồng giam bạch tiền bối vỗ tay phát ra tiếng bảo đao phách toái lồng giam bản mang theo vũ nhu tử chậm rãi nhẹ nhàng di chuyển tới lơ lửng tại bạch tiền bối bên người bạch tiền bối chúng ta không bay sao vũ nhu tử lệ rơi đầy mặt nhìn bạch tiền bối rành rành, khẳng định không phải mang nàng bay tiết tấu. Ta quyết định, duy nhất một lần lưu tinh kiếm quá ác liệt, đối trong quần hảo hiếu, về sau ta không còn sử dụng duy nhất một lần lưu tinh kiếm. Yên tâm đi, ta sẽ không lại đem duy nhất một lần lưu tinh kiếm dùng tại mọi người trên người. Bạch tiền bối ôn nhu cười một tiếng, đẹp mắt cực kỳ. Nếu không, ta đi xin lui quần, Vũ Nhu tử nói. Hoàng Sơn chân quân tâm thật mệt mỏi rất muốn rút lui, quả nhiên là có đạo lý bạch tiền bối lắc đầu. Vũ nhu tử hai tay ôm đầu gối, ngồi ở lồng giam bản bảo đao phách toái bên trong, tiếp tục lệ rơi đầy mặt. Khục bạch tiền bối, người cùng thập lục sự tình xong xuôi sao. Tống thư hàng ho nhẹ một tiếng, cưỡng ép nói sang chuyện khác. Tô thị A thập lục nhẹ gật đầu, đáy biển chuyện tiến hành tương đối thuận lợi, cho nên ta cùng bạch tiền bối sớm trở về. Bất quá xem ra, không có gặp phải tạo hóa tiền bối buổi hòa nhạc không có việc gì, buổi hòa nhạc ta toàn bộ hành trình đang làm trực tiếp. Nếu như tiểu thập lục người có hứng thú, có thể vào internet tìm kiếm, khẳng định có người thâu trực tiếp video. Tạo hóa pháp phương phối hợp với nói sang chuyện khác. Mặt khác, trong lòng của hắn còn đang suy nghĩ lấy tống thư hàng tiểu hữu thành ấn. Đi qua vị kia kính mắt tu sĩ nhắc nhở phía sau tạo hóa pháp phương cũng lập tức đoán được thành ấn câu kia nguyên văn nội dung. Nếu như hắn lý giải không sai, hẳn là đợi người tóc dài tới eo, gả ta được không, loại hình ý tứ. Nói cách khác, tống thư hàng tiểu hữu thánh ấn là tại hướng bạch tiền bối cầu ái. Tạo hóa pháp phương không khỏi ngắm nhìn bạch tiền bối hiện tại tóc dài, có vẻ như đã đến eo. Thích ca mâu ni xoa -so cằm. Nói cách khác, bạch tiền bối cũng đến lấy chồng thời điểm A. Chính suy tư thời khắc, thích ca mâu ni ánh mắt đột nhiên cùng bạch tiền bối ánh mắt đối mặt. Ha ha, bạch tiền bối cười nói. Bạch tiền bối cười thật cổ quái. Đồng thời, Thích Ca Mâu Ni nhìn thấy Tống Thư Hàng, Vũ Nhu Tử, Tô Thị A Thập Lục đều dùng ánh mắt thương hại nhìn qua hắn. Tạo hóa Pháp Vương, thế nào? Tạo hóa tiền bối, nhanh mồm nhanh miệng tật xấu này, muốn đổi. Tống Thư Hàng đau lòng nói, không chỉ có là tạo hóa Pháp Vương, còn có hắn cũng giống vậy. Nhanh mồm nhanh miệng, ta nói cái gì, tạo hóa Pháp Vương nhớ một chút bản thân vừa rồi ý nghĩ. Không phải là, bạch tiền bối cũng đến lấy chồng thời điểm câu này ta đến bây giờ còn không có lấy chồng, thật là làm cho các ngươi thất vọng rồi a. À? bạch tiền bối nói. ngọa thảo quả nhiên là câu này. bạch tiền bối, ngài nói qua không đối cửu châu nhất hào quần, đạo hữu dùng duy nhất một lần lưu tinh kiếm. tạo hóa pháp vương nói. bạch tiền bối, hừm, yên tâm đi, ta nói không cần cũng không cần. đúng, ta tại tấn thăng bát phẩm thời điểm đã thức tỉnh một cái rất thú vị thiên phú, ta xưng nó là ý thức hoán đổi ý thức hoán đổi, là giống phân thân như thế, đem ý thức tại bản thể cùng phân thân ở giữa chuyển đổi sao? Tô Thị A thập lục hỏi. Bạch tiền bối, không sai biệt lắm chính là như vậy, nói thí dụ như. Ta có thể đem tống thư hàng ý thức cùng thập lục ngươi tiến hành hoán đổi. Sau đó, các ngươi liền có thể khống chế thân thể của đối phương. Đây không phải diệt phượng tiền bối CPU công năng mà. Tống thư hàng lên tiếng nói. Linh hồn chuyển di, vũ nhu tử cũng đồng thời lên tiếng nói cũng không liên quan đến linh hồn cấp độ chỉ là đơn thuần đem tâm linh ý thức tiến hành đổi chỗ ân cùng diệt phượng đạo hữu cái kia năng lực thiên phú có chút tương tự diệt phượng đạo hữu là đem chính mình ý thức cùng người khác tiến hành đổi chỗ mà ta là đem hai cái người khác nhau ý thức tiến hành hoán đổi hạn chế cũng so sánh lớn ta hiện tại một ngày chỉ có thể sử dụng ba lần tả hữu mà lại chỉ có thể đối thực lực xa xa yếu tại ta người sử dụng Nói tóm lại, cái thiên phú này năng lực chỉ có thể dùng để chơi đùa. Bạch tiền bối giới thiệu nói. Tạo hóa pháp vương, cái kia, bạch tiền bối, kỹ năng này có hay không di chứng. Yên tâm đi, 48 giờ phía sau thiên phú pháp thuật hiệu quả sẽ tự động giải trừ. Không có bất kỳ cái gì di chứng, bạch tiền bối giơ ngón tay cái lên. Sau đó, hắn đối đậu đậu vẫy vẫy tay, đậu đậu, chớ ngủ, tỉnh. Đậu đậu mơ mơ màng màng mở to mắt. Đậu đậu, thương lượng với người sự kiện, ngày mai có thể hay không để cho mấy vị khác đạo hữu thay thế người tiến hành hôn lễ. Bạch tiền bối hỏi, đậu đậu còn có chút mơ hồ tốt. chương 1286, tỷ tỷ ngươi là ai a à? Cảm giác đang mơ hồ trạng thái, nhưng đậu đậu vẫn là bản năng đáp ứng xuống. Dù sao loại này trên trời rơi xuống chuyện tốt, chỉ cần muốn đại não tiềm thức tầng qua một lần, liền có thể lập tức đáp ứng. Tạo hóa Pháp Vương nghe đến đó, gấp. Bạch tiền bối trước đó giới thiệu chính hắn kỹ năng mới, sau đó lại hướng đậu đậu phát ra hỏi như vậy đây là muốn để hắn thay thế đậu đậu lấy chồng kết hôn. Thay thế đậu đậu lấy chồng, không tồn tại, không đúng, là không được, bạch tiền bối, ta là Phật Tông đệ tử, sao có thể kết hôn? Tạo hóa Pháp Vương vội vàng nói. Bạch tiền bối nhẹ gật đầu, người nói có đạo lý, bất quá, cũng không phải để ngươi bản thân kết hôn. Chỉ là để ngươi ý thức cùng đậu đậu thay thế, tham dự vào hôn lễ của nó quá trình bên trong. Lấy đậu đậu ánh mắt, tự mình kinh lịch hôn lễ quá trình. Rất tuyệt a à, tính toán thời gian, tạo hóa đạo hữu cũng đến lấy chồng thời điểm nữa nha. Bạch tiền bối, ta lựa chọn cầu đái. Tạo hóa Pháp vương nói, đến lúc đó, ta nói không chừng sẽ nhịn không được hát vang một khúc, đảo loạn đậu đậu hôn lễ. Đậu đậu, tốt tốt. Tạo hóa tiền bối, coi như ngươi mở miệng nói đại sướng cũng là vô dụng. Người chỉ là ý thức cùng đậu đậu tiến hành hoán đổi, người tiếng ca cũng mang bất quá đi. Tống Thư Hàng kinh nghiệm lão đạo trả lời. Hắn có được thật nhiều lần mượn dùng diệt phượng tiền bối CPU kinh nghiệm, ý thức chuyển đổi có thể dẫn đi chỉ có kinh nghiệm cùng tri thức. Công pháp A, năng lực thiên phú A đều mang bất quá đi. Mang về đồng dạng chỉ có kinh nghiệm cùng tri thức, mang không về lực lượng. Vẫn còn có loại này thao tác, tạo hóa pháp phương một mặt mộng bức. Tống Thư Hàng đối tạo hóa Pháp Vương phất phất tay, tạo hóa tiền bối, chúc người cùng đậu đậu hạnh phúc. Không đúng, chúc người cùng đậu đậu một nửa khác hạnh phúc. Nhanh mồm nhanh miệng là cái dễ dàng tìm chết mau bệnh, hy vọng tạo hóa tiền bối về sau có thể lấy đó mà làm gương, chính hắn cũng giống như vậy. Thư Hàng đạo hiểu, người thay đổi, trước kia người cũng sẽ không như thế cười trên nỗi đau của người khác. Đem ta trong ấn tượng cái kia ngây thơ hiền lành Thư Hàng tiểu hữu trả lại a. À tạo hóa pháp phương dùng bi thống ánh mắt nhìn qua tống thư hàng. Tống thư hàng, nổi ra gà đều ra một thân A. À. Vũ Nhu Tử bắt lấy hàng rào, bĩu môi nói, đúng thế đúng thế, toàn bộ sự việc kiện kẻ đầu tiêu rõ ràng là tống tiền bối, nhận trừng phạt cũng chỉ có ta cùng tạo hóa tiền bối. Tống thư hàng khóe miệng co giật, ta đối làm sao bây giờ A, à? ta cũng khống chế không nổi ta thành ấn A, à. ta cũng rất tuyệt vọng A. À. Tô thị A thập lục ngẩng đầu ngắm nhìn ôm đầu gối mà ngồi vũ nhu tử. Vũ Nhu Tử dáng người so với nàng tốt, cao gầy còn có lồi có lõm, đặc biệt là chân còn dài như vậy, nàng ôm đầu gối lúc ngồi, cặp chân dài kia để cho người ta hâm mộ. A à Thập Lục còn nhớ rõ, Cửu Châu nhất hào quần, bên trong, sớm nhất cùng Tống Thư Hàng tiếp xúc thành viên chính là Vũ Nhu Tử. Thậm chí, chính là Vũ Nhu Tử gửi cho Tống Thư Hàng luyện đan dược tài, để Tống Thư Hàng thành công bước vào đến con đường tu chân bất quá tự mình tiếp xúc vũ nhu tử phía sau A thập lục cảm giác vũ nhu tử đặc biệt để cho người ta yên tâm. Có lẽ tiếp qua mấy năm, vài chục năm, vũ nhu tử cô nương sẽ thay đổi trở nên nguy hiểm, nhưng ít ra cho đến trước mắt, nàng còn không có trưởng thành đến giai đoạn kia. Lúc này, đậu đậu cười ha ha nói, cho nên bạch tiền bối mới vừa nói qua, muốn để mấy cái đạo hữu để thay thế tham gia hôn lễ của ta. Ha 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 ha, trong đó khẳng định bao quát tống thư hàng hắn rốt cuộc hoàn toàn thanh tỉnh lại. Bao quát tống tiểu hữu nếu như vậy ta liền không có ý kiến, tạo hóa pháp vương bầy cong lên cánh tay, bầy ra tú bắp thịt tạo hình, chỉ cần kẻ đầu tiêu cùng ta cùng một chỗ bị phạt, ta không có ý kiến. Bạch tiền bối, ta thập lục lên tiếng nói, nàng muốn cho tống thư hàng mấy người cầu xin tha. Bạch tiền bối nói, thập lục, không cần cho bọn hắn cầu tình. Tự mình làm hạ bởi vì, liền muốn bản thân đi gánh chịu quả đúng 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 đã tìm chết vậy sẽ phải nghĩ kỹ gánh chịu tìm chết đại giới vũ nhu tử ở một bên đồng ý nói lúc này tống thư hàng linh quang lóe lên bạch tiền bối kỳ thật ngày mai ta còn có nhiệm vụ mang theo ta còn muốn cho đậu đậu khi phù rể đến đậu đậu ý thức có thể thay thế người đi làm phù rể bạch tiền bối trả lời tống thư hàng cái kia phù rể đoàn đâu ta đến giải quyết ta một người liền đỉnh hai lại đi tìm mấy người rất dễ dàng Bạch tiền bối nói. Một bên khác, tạo hóa pháp phương trầm tư thật lâu, nói, bạch tiền bối, đậu đậu chỉ có một cái, nếu như ta cùng thư hàng tiểu hữu muốn cùng một chỗ thay thế đậu đậu, thời gian phương diện muốn làm sao phân phối. Thư hàng hơn nửa hiệp, ta nửa chàng sao sao, dạng này sẽ có hay không có xung đột, lại thêm ta cùng tống thư hàng tiểu hữu tính cách, hành vi xử sự phương thức cũng khác nhau, có thể hay không bị người khác nhìn ra dị đoan đến. Tạo hóa tiền bối ngài đã đang suy nghĩ thay thế đậu đậu lấy chồng lúc chàng diện sao? Vì cái gì luôn cảm giác ngài dáng vẻ rất vui vẻ, cảm giác ta bị sai sao? Tống thư hàng nhìn chằm chằm tạo hóa pháp phương. Tại thay thế đậu đậu lấy chồng sự tình bên trên, ngay từ đầu tạo hóa pháp phương là cực tuyệt. Nhưng bây giờ tạo hóa pháp phương lại lộ vẻ dị thường phối hợp, thậm chí còn rất có hứng thú dáng vẻ. Tạo hóa tiền bối tư duy tiến vào ngõ cụt bị hư, lại hoặc là. Khi lòng xấu hổ loại vật này đạt tới cực hạn sau nổ tung, triệt để từ bỏ xấu hổ, bắt đầu hưởng thụ đi lên. Cảm nhận được Tống thư hàng ánh mắt phía sau tạo hóa pháp phương hai tay vỗ tay, lộ ra cao tăng thức Tử Bi Tiếu Dung, nói Tống tiểu hữu, nhân sinh muôn màu, thể nghiệm trăm dạng nhân sinh cũng là tu luyện một loại phương thức. Trên thực tế, thân là đệ tử Phật môn, tự mình tham dự cùng một chỗ kết hôn sự kiện bên trong, đích thật là loại rất đặc thù thể nghiệm. Không tự mình thể nghiệm lại có thể minh bạch, chúng sinh đều là khổ, đạo lý. Vọng thiên, cái này đều có thể kéo tới trên việc tu luyện đi. Vũ nhu tử nghe hai mắt sáng lên. Nàng dùng sức vỗ phách toái hàng rào, bạch tiền bối, ra ta một cái có được hay không? Đến lúc đó ta cũng cùng đậu đậu trao đổi vô ý thức, tống tiền bối hơn nửa hiệp, giữa trận ta tiếp nhận, nửa chàng sau giao cho tạo hóa tiền bối. Bạch tiền bối ngày một ngày có thể sử dụng ba lần thiên phú bí thuật, vừa vặn để cho chúng ta ba người chia đều, Bạch tiền bối quay đầu ngắm nhìn vũ nhu tử, linh điệp đạo hữu bồi dưỡng nữ nhi phương thức đến cùng là loại kia phương châm giáo dục. Nói thật, liền hắn đều không hiểu rõ. Ra ta một cái có được hay không, bạch tiền bối. Vũ nhu tử đáng thương nhìn qua bạch tiền bối. Bạch tiền bối lắc đầu, loại chuyện này, người chỉ ít lấy được trước linh điệp đạo hữu đồng ý đi. Người là thân nữ nhi, cùng thư hàng, tạo hóa đạo hữu khác biệt. Bạch tiền bối, trọng nam khinh nữ không thể làm. Vũ Nhu Tử nâng lên miệng, bất mãn nói. Bạch tiền bối cười ha ha, người vẫn là nghĩ đến nói thế nào động linh điệp đạo hữu đi. Vũ Nhu Tử đành phải quay người, đối hàng thứ nhất lưu kiếm nhất hét lớn, lưu sư huynh, xét đánh A, nhanh lên tỉnh. Lưu kiếm nhất này lúc đã là một đầu cá ướp muối, không nhúc nhích. Kiếm nhất sư huynh, tỉnh, phối hợp ta một chút, hậu thiên đậu đậu hôn lễ sau khi kết thúc, ta liền thả ngươi nghỉ một ngày, cả ngày 24 giờ cái chủng loại kia vũ nhu tử tiếp tục nói lưu kiếm nhất sư huynh đột nhiên mở mắt cần ta làm sao phối hợp cho ta cha gọi điện thoại liền nói với hắn ta muốn cùng bạch tiền bối chơi một cái trò chơi hỏi hắn có đáp ứng hay không vũ nhu tử nói lưu kiếm nhất nội dung đâu nội dung không nói trước cha không hỏi tới liền không nói cha hỏi tới lại từ ta đến trả lời vũ nhu tử nói lưu kiếm nhất không có vấn đề sau đó Lưu Kiếm Nhất thông qua linh điệp đảo bí pháp liên hệ linh điệp tôn giả. Linh điệp tôn giả đã bế quan, trùng kích bát phẩm huyền thánh cảnh giới. Bất quá hắn ở bên ngoài có lưu một tôn phân thân, chuyên môn xử lý một số linh điệp đảo thượng chuyện trọng yếu, tỉ như liên quan tới vũ nhu tử sự. Bí pháp thi triển phía sau linh điệp tôn giả thanh âm từ một đoàn quang mang bên trong truyền ra. Sư tôn, sư muội muốn cùng bạch tiền bối chơi một cái trò chơi, cho nên muốn hướng ngươi xin phê chuẩn. Lưu Kiếm Nhất nói, Linh Điệp Tôn Giả, trò chơi gì, còn cần hướng ta phê chuẩn. Phách toái trên đao, Vũ Nhu Tử vội vàng kêu lên, cha, là một cái cùng đậu đậu trao đổi ý thức trò chơi, không có bất kỳ cái gì di chứng. Tống tiền bối cùng tạo hóa tiền bối đều đang chơi, ta cũng muốn tham gia. Linh Điệp Tôn Giả nghe được Tống Tiểu hữu cùng tạo hóa đạo hữu đều đang chơi phía sau lập tức trong lòng đại định. Vậy chính người chú ý, không cần cho bạch đạo hữu cùng tạo hóa đạo hữu bọn hắn chế tạo phiền phức. Linh điệp tôn giả dặn dò. Vũ nhu tử lớn tiếng trả lời, yên tâm đi, cha. Ta có thể nghe lời. Bạch đạo hữu tiểu nữ liền phiền phức đạo hữu chiếu khán. Linh điệp tôn giả lại nói. Bạch thánh, chiếu khán ngược lại không có vấn đề, bất quá người khẳng định muốn để vũ nhu tử chơi cái trò chơi này sao? Linh điệp tôn giả trong lòng hơi động, cái trò chơi này có cái gì dị dạng sao? cha ngươi vừa rồi đã đáp ứng ta, vũ nhu tử kêu lên. Bạch tiền bối cười ha ha, ý thức cùng đậu đậu trao đổi phía sau có thể cầm tục 48 giờ trở lên. Mà ngày mai, chính là đậu đậu hôn lễ. Linh điệp tôn giả, thì ra là thế, nếu như vậy, còn mời bạch đạo hữu hỗ trợ, hợp lý an bài vũ nhu tử ra sân thời gian. Nói thí dụ như, cho vũ nhu tử an bài đến hơn nửa hiệp, dù sao an bài một cái không thế nào trọng yếu khâu, để cho nàng qua đã nghiền là được linh điệp tôn giả cảm giác nữ nhi phản nghịch kỳ có thể muốn tới cho nên giai đoạn này lấp không bằng khai thông bạch thánh này cũng không có vấn đề tạ ơn bạch đạo hiếu chúng ta lần sau gặp mặt lại đem rượu ngôn hoan linh điệp tôn giả cười nói nói xong thông nhanh chóng pháp thuật kết thúc bạch tiền bối ta cha đồng ý cho nên trò chơi này mang ta một cái chứ sao vũ nhu tử vui vẻ nói bạch tiền bối nhẹ gật đầu tốt a à. nói trở lại cùng đậu đậu chuyển đổi thân thể là trừng phạt đi không phải trò chơi a à. về sau tống thư hàng tạo hóa pháp vương vũ nhu tử đứng thành một hàng đậu đậu đứng ở đối diện với của bọn hắn chuẩn bị xong ta muốn thi pháp bạch tiền bối nói tạo hóa pháp vương không có vấn đề ta đã chuẩn bị sẵn sàng vũ nhu tử thời khắc chuẩn bị tống thư hàng đợi chút nữa bạch tiền bối vì cái gì ba người chúng ta muốn đứng thành một hàng không phải theo thứ tự từng cái tới sao hơn nửa hiệp giữa trận nửa chàng sau tạo hóa pháp vương đúng a à, tại sao phải đứng ở một loạt bạch tiền bối vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tại sao phải từng cái đến ta có thể duy nhất một lần đem bọn ngươi ba người ý thức cùng đậu đậu tiến hành đổi a à. không phải một vi một sao tống thư hàng chừng to mắt bạch tiền bối ta lúc nào nói qua một đối một đến vậy chúng ta ý thức nên xử lý như thế nào Ba người chúng ta ý thức đều chen đậu đậu trong thân thể. Vậy chúng ta ba cái thân thể làm sao bây giờ? Bạch Tiền Bối, chỉ cần đem tống thư hàng thân thể hoặc là tạo hóa đạo hữu thân thể cùng đậu đậu tiến hành trao đổi, cái khác nhóm thân thể hoàn toàn có thể tiến vào trạng thái ngủ tiến hành nghỉ ngơi. Vẫn còn có loại này thao tác, đậu đậu một mặt kinh ngạc. Vậy chúng ta không phải muốn vắng mặt đậu đậu hôn lễ sao? Vũ Nhu Tử hỏi. Bạch Tiền Bối, bí pháp không giải trừ thân thể của các ngươi đang ngủ say trạng thái trên lý luận tới nói liền phải vắng mặt đậu đậu đính hôn lễ đến lúc đó ta theo trình tự giải trừ bí pháp trận đầu giao cho tạo hóa đạo hữu chủ đạo trận thứ hai vũ nhu tử trận thứ ba thư hàng bí pháp giải trừ phía sau tạo hóa pháp vương liền có thể trở về thân thể của mình tiếp theo là vũ nhu tử cuối cùng là tống thư hàng sau khi nói xong bạch tiền bối cảm giác có điểm gì là lạ vì cái gì đến cuối cùng hắn đến như thế hao tâm tổn chi phí sức phối hợp tống thư hàng bọn hắn. Loại này cách chơi, hoàn toàn sao ra kém dùng, duy nhất một lần phi kiếm, vèo một cái đưa bọn hắn thượng thiên. Cho nên đến cùng là cái nào khâu xảy ra vấn đề. Lúc này, một bên Tô Thị A à thập lục cảm giác không đúng. Tạo hóa pháp phương trận đầu, sau đó pháp thuật giải trừ. Cứ như vậy, phần sau trận cũng chỉ có tống thư hàng cùng vũ nhu tử ý thức ở tại đậu đậu trong thân thể bạch tiền bối tô thị a thập lục nhấc tay nói có thể hay không lại thêm ta một cái bạch tiền bối người cũng phải tham gia đúng vậy bởi vì cảm giác thật sự sẽ rất có ý tứ dáng vẻ tô thị a thập lục một mặt chân thành nói bạch tiền bối tốt a à, tốt a à, các ngươi đều muốn chơi lời nói ta liền thành toàn các ngươi a à. vậy các ngươi bốn cái sắp xếp sắp xếp đứng vững ta muốn thi pháp bạch tiền bối nói Tô Thị A thập lục đứng ở tống thư hàng khác một bên, đối hắn mỉm cười. Thập lục kỳ thật ngươi không cần lo lắng cho ta, tống thư hàng nói khẽ. Tô Thị A thập lục nhíu mày, không nói gì. Toàn bộ phóng khai tâm thần, duy nhất một lần chuyển di bốn cái ý thức ta vẫn là lần thứ nhất làm. Bạch tiền bối nói. Xuất lời, hai tay của hắn sát nhập, khẽ quát một tiếng, mau. Ông. Hào quang bảy màu từ bàn tay hắn tâm tản ra, đem tống thư hàng tạo hóa pháp vương, vũ nhu tử, tô thị a thập lục cùng đậu đậu toàn bộ bao khỏa. Thất thải quang mang hóa thành mạng lưới, đem trong lưới mấy cái liên tiếp. Năm cái hô hấp sau. Vũ nhu tử, tô thị a thập lục thân thể chậm rãi rơi xuống đất. Bạch tiền bối đã sớm chuẩn bị, đưa tay cách không vừa nhất, hai nữ thân thể duy trì bồng bình hình. Bị phóng tới phách toái trên đao. Tống thư hàng ngẩng đầu, nháy nháy mắt, uông ý thức của ta hoán đổi đến thư hàng trong cơ thể tạo hóa pháp phương ngẩng đầu a à, bạch tiền bối pháp thuật thất bại sao vì cái gì ý thức của hắn còn tại thể nội không có chuyển đổi ừm bạch tiền bối cũng là cảm thấy rất ngờ vực hắn vừa mới rõ ràng đã đem tống thư hàng bốn người ý thức chuyển di vì cái gì tạo hóa pháp phương còn duy trì nguyên dạng mấy người lập tức nhìn về phía đậu đậu thân thể chỉ thấy đậu đậu nằm dạp trên mặt đất bốn cái chân làm ra bốn cái khác biệt động tác rất không cân đối a à, trong thức hải tốt chen ta là vũ nhu tử. Cũng không chen, ý thức hải nhưng thật ra là vô cùng lớn. Chen chỉ là ảo giác của ngươi, buông ra tư duy, tư tưởng lớn bao nhiêu, không gian ý thức liền lớn bấy nhiêu ta là Tống thư hàng. Quá loạn, ai tới trước khống chế thân thể, không cần cùng một chỗ đối thân thể cấp cho chỉ lệnh, ta là thập lục. Anh anh anh. A, tỷ tỷ ngươi là ai a, à? ngươi làm sao chen đến đậu đậu trong ý thức tới? Chương 1287 tạo hóa tiên tử lặp 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 rồi cái thứ tư nữ tử thanh âm không có trả lời chỉ là phát ra các loại thanh âm kỳ quái vũ nhu tử không tốt rồi bạch tiền bối chúng ta trong bốn người lẫn vào một cái vật kỳ quái tống thư hàng đừng nóng vội đừng nóng vội trước tỉnh táo lại chí ít trước không cần lung tung khống chế đậu đậu thân thể bởi vì trong thân thể có bốn cái ý thức nguyên nhân đậu đậu thân thể hiện tại chính làm các nơi không cân đối động tác nó hai cái chân trước muốn hướng phía trước dậm chân, hai cái lui lại một đầu phía bên trái một lại muốn hướng phải, đầu nhìn về phía bên trái, hai con mắt lại một tả một hữu ngắm đi, cái đuôi càng là muốn cuốn thành hình dạng xoắn ốc. Cũng may đậu đậu là yêu khuyển chi thân, bằng không mà nói thật đúng là không chịu nổi dày vò. Ý thức của ta không có quẹo vào, cái kia đi vào chính là ai? Tạo hóa Pháp Phương nói. Tô Thị A thập lục, cụ thể thượng là ai cảm ứng không ra, hẳn là vị nữ tử. Vũ Nhu Tử là vị tỷ tỷ. Tống Thư Hàng, Vọng Thiên, không phải là vấn đề của ta a. À. Trên người hắn có không giống bình thường linh quỷ Diệp Tư, Diệp Tư hiện tại đang đứng ở tiêu hóa trình lâm năng lượng trạng thái hôn mê, không phải là cái trạng thái này nàng ý thức bị chuyển tiến đến đi. Bởi vì bản thân ở vào trạng thái hôn mê, Diệp Tư ý tứ hội lộ vẻ mơ hồ thấy không rõ lắm, đồng thời sẽ chỉ phát ra kỳ quái gọi tiếng cũng có thể giải thích. Sẽ không, ta thiên phú pháp thuật quá trình sử dụng bên trong không có xảy ra vấn đề. Bạch tiền bối hơi suy nghĩ một chút, bắt đầu cho ở đây tất cả mọi người kiểm chắc. Có phải hay không là tạo hóa tiền bối hai nhân cách? Uông tống thư hàng bản đậu đậu nhãn tình sáng lên, nói. Tạo hóa pháp phương cười khổ, ta ở đâu ra hai nhân cách? Tính cách của ta từ nhỏ đến lớn đều rất bình thường. Có phải hay không là đậu đậu có hai nhân cách? Đậu đậu loại kia hay thay đổi phương thức hành động, hắn có hai nhân cách rất bình thường. Vũ Nhu Tử nói, chít 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 cái thứ từ nữ tử thanh âm như trước đang phát ra thanh âm cổ quái. Đậu đậu, việc này tại sao lại kéo tới trên người của ta rồi? Ý thức của ta đã thành công chuyển rời đến thư hàng trên thân A. Vũ Nhu Tử, bởi vì ý thức của ngươi không gian thật nhỏ, rất chen chúc. Có phải hay không là đậu đậu ngươi có hai nhân cách, sau đó còn chen tại ý thức không gian bên trong không có ra ngoài, dạng này tạo hóa tiền bối liền chen không tiến vào rồi. Mà lại ngươi cái thứ hai nhân cách là vị tỷ tỷ, đậu đậu ngươi suy nghĩ một chút, Hoàng Sơn tiền bối sẽ không không hiểu thấu đưa ngươi lấy chồng. Cho nên sẽ không sai, tỷ tỷ ngươi là đậu đậu nhân cách thứ hai đúng không, phải gả chính là ngươi đúng hay không. Ia 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 nha nữ tử kia thanh âm tiếp tục nói. Uông, không thể nào, trong cơ thể của ta còn cất giấu một cái khuyển muội đậu đậu. Đậu đậu mở to hai mắt nhìn, Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này, Bạch Tiền Bối đã hoàn thành đối đám người thân thể kiểm chắc, sau đó trả lời, ta có thể khẳng định là, vừa rồi thiên phú bí pháp là thi triển thành công. Có bốn cái ý thức bị ta chuyển rời đến đậu đậu thể nội, đậu đậu ý thức lại bị chuyển rời đến Thư Hàng thể nội. Mà lại, ta hiện tại có thể xác định, cái thứ tư ý thức là từ trên thân tạo hóa đạo hữu đi ra. Tạo hóa tiền bối, người quả nhiên là hai nhân cách đậu đậu kêu lên. tạo hóa pháp phương đưa tay chỉ bản thân là trên người của ta đi ra. đại hải quy vọng thiên người không thể xem bề ngoài. đại hòa thượng không nghĩ tới người lại còn sẽ có một nữ tính nhân cách. khó trách người muốn lưu tóc dài là vì thuận tiện nữ trang sao? tạo hóa pháp phương làm sao có thể? vị này quy tiền bối mái tóc dài của ta là bởi vì tăng phát thuật đưa đến nguyên nhân. mà lại lưu tóc dài chính là vì thuận tiện nữ trang vậy ngươi để tất cả lưu tóc dài tu sĩ làm sao chịu nổi. Bên cạnh ta còn đứng lấy bạch tiền bối, ngươi có sợ hay không? Bạch tiền bối, tại sao phải coi hắn làm ví von? Nếu như cái ý thức này là từ trên thân tạo hóa tiền bối đi ra, có lẽ ta đã đoán một chút đồ vật. Tống Thư Hàng nói, hắn nhớ tới tạo hóa Pháp Vương trong tiếng ca ẩn tàng, thiên lại chi âm, cái thanh âm kia cẩn thận hồi tưởng, hẳn là nữ tử thanh âm. Vũ Nhu Tử, tống tiền bối người đoán được vị tỷ tỷ này thân phận. Mèo ea mèo ea. Tô thị A thập lục, Vũ Nhu Tử ngươi đừng quá kích động, thư hàng ngươi cũng thế, không cần loạn khống chế đậu đậu móng vuốt. Hiện tại chúng ta trước thống nhất động tác, để đậu đậu nằm dạp trên mặt đất. Theo Tô thị A thập lục chỉ huy, đậu đậu thân thể bịch một chút liền quỳ. Một đầu đáng yêu tiểu Pekinzis, chân trước hướng về phía trước duỗi, chân sau bày ra quỳ xuống đất tư thế. Thư Hàng bản đậu đậu, không phải đã nói nằm dạp trên mặt đất sao? Tại sao là quỳ tư thế? Ha ha ha, là ta tại khống chế động tác. Ta nghĩ nhìn xem lấy cầu cầu chân có thể hay không làm ra quỳ xuống đất tư thế tới. Vũ Như Tử cười ha ha nói: Đậu đậu, Tô Thị A thập lục, trước đừng quấy rối. Thư Hàng ngươi đến nói một chút suy đoán của ngươi. Trên thực tế, tạo hóa tiền bối trong tiếng ca ẩn giấu đi một cái thiên lại bản thanh âm thanh âm kia êm tai đến không cách nào hình dung, phảng phất không thuộc về nhân gian. Tống Thư Hàng nói, Tô Thị A thập lục, A, à, ta là đang nghe trò cười sao? Đại Hải Quy, Thư Hàng Tiểu Hiếu, có tin ta hay không phun người một mặt nước bọt? Người xem một chút trên khán đài nhiều như vậy bổ nhào chưa tỉnh đạo Hiếu, tất cả đều là chết ở tạo hóa Tiểu Hiếu tiếng ca dưới, người bây giờ nói hắn tiếng ca là tiếng trời, liền sẽ không đau lòng sao? Vũ Nhu Tử, mới không phải, Tạo hóa tiền bối thanh âm toàn bộ là tiếng trời. Tạo hóa pháp phương, thiên lại chi âm chỉ là ta khẩu khiếu thiên phú, không có khả năng sinh ra ta nhân cách thứ hai a Bạch tiền bối, trước hết để cho thư hàng tiếp tục suy luận. Tống thư hàng tiếp tục nói, ta cẩn thận nhớ lại một chút, cái kia thiên lại bàn thanh âm tựa hồ có điểm giống là nữ tử thanh âm. Cho nên, bị chuyển di tiến vào ý thức có thể hay không cùng thiên lại chi âm có quan hệ. Đấy 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 đấy. Tô thị A thập lục thư hàng kiểu nói này, tựa hồ vị tỷ tỷ này thanh âm hoàn toàn chính xác có điểm giống đang thử âm. Vũ Nhu Tử, vậy chúng ta muốn hay không hát một bài thử một chút, nếu như theo tống tiền bối suy đoán, vị tỷ tỷ này mở miệng hát ra thiên lại chi âm, vậy liền có thể để lộ chân tướng. Hát cái gì? Tống Thư Hàng hỏi. Thất sát ca, sát 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 sát, Vũ Nhu Tử nói. Tốt, vậy ta cùng đi hát, tạo hóa Pháp Phương vừa nghe đến cái này tiết tấu, cả người đều bốc cháy lên, Hắn móc ra bản thân guitar, cấp tốc tiến vào trạng thái. Chờ một chút, thả ta một con đường sống, Đại Hải Quy kêu lên. Chờ một chút, Tống thư hàng cũng gọi là nói, chúng ta tiếp xuống thí nghiệm cần giữ vững tỉnh táo, giám sát cái thứ tư thanh âm lai lịch, hát một bài tương đối thư giãn ca hội tương đối thích hợp. Thư hàng bản đậu đậu, thư giãn loại ca đương nhiên là cái kia một bài a, tới đi mọi người, cùng ta cùng một chỗ hát, hoa lam đích hoa nhi hương nghe ta đến hát một hát một chút một nha hát đi tới Đại Hoàng Sơn. Đại Hoàng Sơn nơi tốt tốt nha phương nơi tốt đến tốt phong quang khắp nơi là hoa màu, khắp nơi trên đất là đại ngốc năm trước Đại Hoàng Sơn, khắp nơi là núi hoang. Vũ Nhu Tử, mở trực tiếp, mở trực tiếp. Tống Thư Hàng, không cần, hiện tại đậu đậu dùng chính là thân thể của ta, vạn nhất Hoàng Sơn chân quân tưởng rằng ta đang hát bài hát này làm sao bây giờ. Ta cũng không muốn cùng Đông Phương Tĩnh Tuyết Tiên Tử như thế bị Hoàng Sơn chân quân bắt chính giọng nói, đậu đậu trong ý thức cái thứ tư thanh âm mở miệng. Y đại hoàng sơn nơi tốt, nơi tốt, tốt phong quang. Hoa lam đích hoa nhi hương, nghe ta đến hát một hát một chút một nha hát từ đậu đậu trong miệng, hát ra thanh âm của một nữ tử. Thanh âm vẫn là đậu đậu thanh âm, bất quá dùng đặc thù ca hát phương thức, hát ra giọng nữ hiệu quả. Tống thư hàng, vũ nhu tử, tô thị a thập lục theo bản năng im miệng, không còn khống chế đậu đậu thân thể, để cái này cái thứ tư ý thức có thể thỏa thích mở hát. Theo tiếng ca dần vào giai cảnh, đậu đậu thân thể đứng thẳng người lên. Trên người của nó xuất hiện một thân nguyệt nha sắc nhau y, trên đầu mang theo đường khăn, lưng đeo tinh xảo ngọc bội. Rõ ràng là một đầu Pekinzis, này lúc trên người nó lại xuất hiện để tống thư hàng hâm mộ văn sĩ phong thái. Đậu đậu trong miệng thanh âm hát đến nửa đoạn sau lúc, liền đã không còn hát cái kia thủ Hoàng Sơn Đại Ngốc Chi Ca, mà là đổi thành một bài ở đây ai cũng chưa từng nghe qua từ khúc. Hát ngôn ngữ cũng đổi thành viễn cổ ngữ. Từ đậu đậu trong miệng phát ra thanh âm, càng phát ra phiêu miểu, tựa như tiên âm. Một khúc kết thúc, dư âm còn vang vẳng bên tai, khiến người ta cảm thấy dư vị vô tận. Không sai được, Tống Thư Hàng phỏng đoán chính xác, đám người trong đầu đồng thời nổi lên một cái ý niệm như vậy. Quả nhiên là tạo hóa tiền bối nhân cách thứ hai, Vũ Nhu Tử nói. Tống Thư Hàng, ta cảm giác không chỉ là nhân cách thứ hai đơn giản như vậy. Từ biết, thiên lại tri âm, có thể cưỡng chế thay thế tâm ma một khắc kia trở đi, hắn liền luôn cảm giác cái đồ chơi này không chỉ là khẩu khiếu thiên phú, đơn giản như vậy. Mà lại, cái thứ tư thanh âm ý thức, luôn cảm giác cùng nhau ra có quan hệ. Tạo hóa tiền bối, người có phải hay không nho ra đại năng sống lại. Tống Thư Hàng suy đoán nói tạo hóa pháp vương, nho gia đại năng phục sinh có thể chạy đến Phật Tông làm đệ tử. Không muốn làm cao tăng nho gia học sinh không phải tốt đạo sĩ, cho nên rất bình thường. Thư hàng bản đậu đậu nói. Tạo hóa pháp vương. Bạch tiền bối, nếu biết cái này cái thứ tư ý thức nơi phát ra, vậy chúng ta coi như nàng là tạo hóa đạo hữu nhân cách thứ hai đi. Ta hôm nay hẳn là còn có thể sử dụng hai lần thiên phú bí pháp, tạo hóa đạo hữu ta đưa người ý thức cùng cái thứ tư ý thức tiến hành chuyển đổi đi. Tạo hóa Pháp Vương hai tay vỗ tay, trầm giọng nói, bạch tiền bối, đã nàng là ta nhân cách thứ hai, cái kia nàng cũng chính là tạo hóa Pháp Vương. Ta chính là nàng, nàng chính là ta, ta cùng nàng ở giữa không có khác nhau, cho nên, không cần lãng phí bạch tiền bối thiên phú của ngài Pháp thuật. Có lẽ, đây chính là tối tăm ở giữa nhất định duyên. Thật vất vả trốn qua một kiếp, hắn mới sẽ không đần độn nhảy trở về. Bạch tiền bối cười ngắm nhìn tạo hóa Pháp Vương. Rõ ràng bạch tiền bối cười lão dễ nhìn, tạo hóa pháp vương trên lưng lại toát ra một trận mồ hôi lạnh. Tốt ha, à, lần này trước hết dạng này, bạch tiền bối nói khẽ. Tạo hóa pháp vương chính thức né qua một kiếp. Như vậy thư hàng, Vũ Nhu Tử, A Thập Lục, ba người các người phối hợp tạo hóa tiên tử, dùng một đêm thời gian thích hứng đậu đậu thân thể. Sáng sớm ngày mai chúng ta liền muốn mang theo đậu đậu xuất giá. Bạch tiền bối nói, tạo hóa tiên tử. Phốc đậu đậu nhìn không được cười ra tiếng. chương 1288, xuyên thấu qua quan tài thủy tinh nhìn thấy thế giới. Tống Thư Hàng, đậu đậu đêm nay muốn trở về A, à, hắn cùng Hoàng Sơn chân Quân xin giống như có thời hạn. Ở buổi tối 6 giờ trước liền phải trở về. Ha ha, hiện tại là các người 6 giờ tối trước phải trở về, ta hiện tại là Tống Thư Hàng, ta có thể ở bên ngoài lãng. A à cũng ta muốn chơi trò chơi chơi suốt đêm, Uông đậu đậu vui vẻ nói. Bạch tiền bối, đêm nay không cần chơi game, thư hàng nói qua muốn lấy người phù rể thân phận tham gia hôn lễ, đêm nay người cùng ta cùng một chỗ học tập hạ phù rể tại trong hôn lễ hẳn là làm gì. Bạch tiền bối trước đó nói qua, một mình hắn đỉnh hai, bản thể hắn cùng phân thân chuẩn bị cùng một chỗ cho đậu đậu khi phù rể. Vũ nhu tử nhịn không được lên tiếng nói, cũng có thể là là lấy phù dâu thân phận đăng tràng, đậu đậu phù rể kế hoạch chỉ là tống tiền bối cùng đậu đậu hai người bản thân tự mình nói kế hoạch, còn không có đi qua Hoàng Sơn tiền bối đồng ý. Nói không chừng đến lúc đó phù rể kế hoạch lại biến thành phù dâu kế hoạch. Bạch tiền bối. Tống Thư Hàng vội vàng nói, ta cảm giác nếu như Bạch tiền bối ra mặt, Hoàng Sơn tiền bối nhất định sẽ bán mặt mũi. Bạch tiền bối nói muốn cho đậu đậu khi phù rể, Hoàng Sơn tiền bối tuyệt đối một lời đáp ứng. Chỉ cần biết rằng Bạch tiền bối muốn làm phù rể, Hoàng Sơn chân quân chỉ cần không tìm đường chết, liền tuyệt đối sẽ không đem phù rể kế hoạch đổi thành phù dâu kế hoạch. Nếu để cho bạch tiền bối nữ trang tham gia, phù dâu kế hoạch, đăng tràng, đậu đậu hôn lễ không có bắt đầu liền kết thúc. Tống thư hàng dám đánh cược, đến lúc đó coi như bạch tiền bối thu liếm cái kia loại quỷ dị mị lực, ở đây lực chú ý của mọi người cũng sẽ bị hắn hấp dẫn, không cách nào tự kiềm chế. Hoàng Sơn Trân Quân là cửu châu nhất hào quần, bên trong danh giới cuối cùng, Hắn là quả quyết sẽ không ở loại này trọng yếu thời điểm tìm chết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như bạch tiền bối thật sự thành phù dâu, hình ảnh kia nhất định cũng là cực đẹp. Ta đồng ý tống tiền bối ý nghĩ, hình ảnh kia nhất định đẹp vô cùng. Vũ Nhu Tử nói, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng này hình ảnh ngấm lại cũng cảm giác rất mang cảm giác. Tô Thị A Thập Lục nói, Ê ai, tống thư hàng, ta chỉ là trong đầu suy nghĩ một chút vì sao hai người các ngươi đều biết rồi? Bởi vì chúng ta ý thức toàn bộ trên tại đậu đậu trong đầu, chúng ta bây giờ có được cùng loại tâm linh câu thông năng lực. Chỉ cần tâm tình chập chờn lớn một chút ý nghĩ, đều sẽ bị những người khác cảm giác được. Tô Thị A thập lục trả lời. Tống Thư Hàng nội tâm tốt sụp đổ. Bạch Tiền bối xoa cầm hơi suy nghĩ một chút, cũng đúng, chút mặt mũi này Hoàng Sơn Đạo Hữu có lẽ vẫn là sẽ cho ta. Kỳ thật mặt mũi của ngài, cửu châu nhất hào quần, ai dám không cho. Tống thư hàng bọn người trong lòng đồng thời thầm nghĩ. Thời gian này không sai biệt lắm, chúng ta thông qua không gian lực lượng trực tiếp tiến về Hoàng Sơn chân quân nơi đó. Sau đó, ta lại đi tìm mấy cái phù rể, tạo hóa đạo hữu muốn hay không cùng đi, bạch tiền bối nói. Tạo hóa pháp vương mắt nhìn phía dưới toàn bộ bổ nhào bên trong người nghe, hai tay vỗ tay, bạch tiền bối, bần tăng còn cần lưu lại chiếu khán những này đạo hữu Bạch tiền bối nhẹ gật đầu, cũng đúng. Cái kia tạo hóa đạo hữu người lưu lại chiếu khán những này các đạo hữu. Đến lúc đó người cùng cổ hồ quan đạo hữu bọn hắn cùng đi tham gia đậu đậu hôn lễ đi. Có lẽ là cửu châu nhất hào quần đạo hữu đều trải qua tạo hóa pháp phương tiếng ca tàn phá nguyên nhân. Dược sư cổ hồ quan chân quân mấy vị đệ tử thông huyền đại sư đệ tử đều thành công phá tan rồi tâm ma kiếp. Được, chúng ta sẽ mau chóng tiến đến tham gia đậu đậu hôn lễ. Trên thực tế, ta thật nghĩ vì đậu đậu viết một chi ca chúc mừng hắn. Tạo hóa Pháp Vương cười nói. Cùng tạo hóa Pháp Vương cáo biệt phía sau bạch tiền bối mang theo tống thư hàng bản đậu đậu, vũ nhu tử cùng tô thị A thập lục thân thể, đậu đậu cùng đại hải quy, tiến hành dịch chuyển không gian. Vọng thiên, không gian lực lượng, đại hải quy lặng lẽ ngắm nhìn bạch thánh quân. Vị này tân tấn bát phẩm huyền thánh, lại nắm giữ lấy không gian lực lượng, mở hách có thể hay không đừng mở lớn lối như vậy. Ngay sau đó, hắn liền nghĩ tới trước đó buổi hòa nhạc thời điểm, đột nhiên xuất hiện tại tống thư hàng bên người vị kia nhân vật đáng sợ. Vị kia lặng yên tiến đến, buổi hòa nhạc tất cả mọi người lại xem hắn tại không có gì, chỉ có hắn dựa vào cửu phẩm cảnh giới, thăm dò đến vị kia. Lúc đó, vị kia chỉ là lườm hắn một chút, hắn liền thấy núi thây biển máu, tà ma loạn vũ thế giới, to lớn vô cùng kinh khủng, vô tận tội ác chi nguyên thậm chí coi như hắn trong mắt vô cùng cường đại chủ nhân, bắc phương đại đế, đều không kịp vị kia kinh khủng. Mà hắn hiện tại cẩn thận hồi tưởng, vị kia bộ dáng, cùng vị này bạch thánh quân, trường vô cùng giống A. Không, đây cũng không phải là giống, dùng nhân loại góc độ đi quan sát lời nói, vị kia cùng vị này bạch thánh quân trường cơ hồ giống như đúc. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Đại hải quy đột nhiên lắc đầu, ép buộc bản thân không đi suy tư chuyện này hắn cùng Tống Thư Hàng tiểu hữu ở giữa quan hệ không tệ, vị này Bạch Thánh Quân hẳn là sẽ không đột nhiên đem hắn làm thịt làm rùa biển canh đi. Không gian truyền tống vị trí trực tiếp rơi vào Hoàng Sơn chân quân sớm đã an bài tốt hôn khánh trung tâm. Không gian khiêu dược kết thúc, Bạch Tiền bối cái thứ nhất hiện thân, tiếp lấy hắn duỗi ngón vẩy một cái, mang hàng rào phách toái bảo đao tiếp tục lơ lửng, trong đó nằm Tô thị A thập lục cùng Vũ Nhu tử. Kế Bạch Tiền bối phía sau đại hải quy hạ xuống. Sau đó là tống thư hàng bản đậu đậu. Cuối cùng là gạt ra bốn cái ý thức đậu đậu thân thể. Đậu đậu thân thể hạ xuống, liền quỳ sấp trên mặt đất. Hắn chân trước chống lên, đang chuẩn bị bò lên, nhưng đột nhiên phần eo một dùng lực, ngồi quỳ sấp biến thành ngay tại chỗ, tư thế, kết quả đứng dậy tư thế liền biến thành một cái yoga tư thế. Tiếp tục như vậy không được, mọi người phối hợp điểm, theo trình tự đến khống chế đậu đậu thân thể đi. Trước để ta tới khống chế sau đó là A Thập Lục, lại nói tiếp từ Vũ Nhu Tử tới. Tống Thư Hàng nói, Vũ Nhu Tử, vị tỷ tỷ kia làm sao bây giờ? Nàng cũng có được khống chế thân thể quyền lực A. Tạo hóa tiên tử bây giờ căn bản không cách nào câu thông, chúng ta xem nhẹ nàng đi. Tống Thư Hàng nói, Tô Thị A Thập Lục, kế hoạch thông, vậy ta cùng Vũ Nhu Tử trước giữ yên lặng, từ Thư Hàng tới trước khống chế đậu đậu thân thể. Mấy người giao lưu hoàn tất phía sau Tống Thư Hàng khống chế đậu đậu, đứng thẳng người lên cũng thử đi vài bước đồ đần thư hàng sai rồi cầu cầu là bốn chân hành tẩu thư hàng bản đậu đậu kêu lên tống thư hàng hồi phục bây giờ không phải là không có ngoại nhân nha trước hết để cho ta đứng đấy đi một hồi dùng bốn cái chân bò rất mệt mỏi ai nha không gian tốt chen tốt chen tống tiền bối người có phải hay không biến lớn ta cảm giác chúng ta không gian ý thức biến càng chen lấn đột nhiên vũ nhu tử lại kêu lên tống thư hàng ảo giác đi chúng ta đã là ý thức thể làm sao có thể biến lớn a thập lục nói qua chúng ta bây giờ tại ý thức không gian tư tưởng lớn bao nhiêu thế giới liền lớn bấy nhiêu vũ nhu tử người triển khai tưởng tượng của mình liền sẽ cảm giác không gian ý thức kỳ thật rất rất lớn tô thị a thập lục ta cũng cảm giác không gian ý thức đang thu nhỏ lại y, vũ nhu tử người nhìn liền thập lục đều cảm giác không gian ý thức đang thu nhỏ lại phòng thiên thật là có điểm càng ngày càng chen lấn loại cảm giác này có điểm giống phòng tối các ngươi ai tại não bổ nhốt phòng tối chẳng diện tống thư hàng nói tô thị a thập lục ta đang tưởng tượng mình tại thiên hà bí cảnh hình ảnh chúng ta tô thị thiên hà bí cảnh cực kỳ to lớn sẽ không xuất hiện phòng tối vũ nhu tử ta đang cố gắng muốn tượng linh điệp đảo hình ảnh nhưng là nhưng là cái gì tống thư hàng nói nhưng là trong đầu của ta đột nhiên xuất hiện tống tiền bối người bảo đao phách toái lồng giam, nhớ tới ta bị giam ở bên trong liền chân đều rũi không thẳng hình ảnh, thật là khó chịu. Ta cố gắng muốn cự tuyệt màn này, nhưng hết lần này tới lần khác màn này tại đầu óc ta vung đi không được. Vũ nhu tử lệ rơi đầy mặt. Vọng thiên, đừng nóng vội, hít sâu. Người suy nghĩ một chút chuyện vui, chuyện thú vị. Tống thư hàng nói. Vũ nhu tử hồi ức nói, chuyện thú vị, gần nhất tương đối chuyện thú vị có cái gì đây? đúng ta nhớ ra rồi lần trước ta đem chính mình cùng linh mạch bích trà cùng một chỗ gửi cho tống tiền bối thời điểm tốt thú vị ta đem chính mình chứa ở một cái trong cái dương nhỏ lại thông qua chuyển phát nhanh gửi ra ngoài quả thực là thiên tài ý nghĩ lần kia rời nhà trốn đi là ta cảm giác kích thích nhất sự tình chính là đem chính mình gửi đi ra thời điểm cái dương tương đối nhỏ ta phải ngồi xổm ở bên trong ngồi xổm hơi mệt cái kia trong cái dương nhỏ diện còn đen hơn hồ hồ ta lại tại bên trong ngồi xổm rất lâu rất lâu, chân đều có chút ngồi xổm tê. Tống thư hàng, dừng lại, vũ nhu tử mau ngừng lại hồi ức a à a. À. Dương nhỏ so với bá đao lồng giam còn muốn nhỏ, càng chen lấn. Không gian ý thức càng ngày càng nhỏ, mấy người ý thức bị chen thành một đoàn. Còn có hay không cái khác để ngươi chuyện vui, rộng lớn điểm, to lớn điểm. Tỉ như ngươi lần thứ nhất học được ngự kiếm phi hành, đằng không mà lên lúc khoái ý. Tống thư hàng khuyên bảo nói: Lần thứ nhất ngự kiếm phi hành, a à, a, đúng a, à. đây cũng là rất vui vẻ sự tình, đó là ta lần thứ nhất dựa vào lực lượng của mình xông lên bầu trời, không tá trợ tra lực lượng. Bầu trời, đại hải, to lớn thế giới, so sánh dưới, chúng ta thân là nhân, đơn vị, liền biến thật nhỏ bé. Vũ Nhu Tử cảm thán nói: Tống thư hàng, làm xinh đẹp, tiếp tục suy nghĩ thế giới lớn, bầu trời lớn, đại hải vô biên vô hạn. Vũ Nhu Tử, ta đã đang nghĩ đến, nhưng là, không gian ý thức làm sao chả không có đổi lớn. Thật xin lỗi, lần này là lỗi của ta, Tô Thị A Thập Lục bình tĩnh nói. Thế nào, Tống Thư Hàng hỏi, ta cũng muốn lên lần trước đem chính mình gửi đến ngươi cái kia sự. Khi đó ta nằm tại bản thân định chế trong dương, bởi vì ta thân thể tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, cho nên định chế cái dương nằm vẫn là rất thoải mái. Đáng tiếc cái dương kia nằm ta một người vừa vặn, trên chúng ta bốn người liền lộ vẻ quá nhỏ. Tô Thị A thập lục nói. Tống Thư Hàng, đừng nghĩ chuyển phát nhanh dương, chúng ta tới muốn chút chuyện khác. A thập lục ngươi gần nhất có cái gì đặc biệt để ý sự tình sao? Tống Thư Hàng nói. Có, Tô Thị A thập lục nói, ta mấy ngày nay làm một cái rất để cho ta để ý mộng. Cái gì mộng? Tống Thư Hàng hỏi. Ta mơ tới mình bị chứa ở một cái quan tài thủy tinh bên trong, Mỗi ngày chỉ có thể thông qua quan tài thủy tinh nhìn thấy mơ hồ cảnh sắc. Quan tài thủy tinh rất lớn, nhưng trong mộng thân thể của ta cũng rất lớn, gạt ra hơn phân nửa chỉ quan tài thủy tinh. Tô thị A thập lục nói: "Tống thư hàng." Cảm giác không gian ý thức lại nhỏ đi. "Hi hi, ta đột nhiên phát hiện mọi người chen nha chen cũng tốt thú vị." Vũ Nhu Tử nói. Chương 1289: Thiên mưu bách kế tề tụ một đường. Cùng lúc đó tại vùng địa cực Hải Dương một tòa di động băng sơn bên trên, nghênh đón một vị tư thế hiên ngang khách nhân. Tòa này vạn năm không thay đổi băng sơn là yêu tu môn phái phệ thiên doanh tổng bộ. Phệ thiên doanh là hỗn hợp hình môn phái, trong đó không chỉ có có yêu tu, chi pháp, còn có thần thú hệ tu luyện pháp, ma thú tiến hóa pháp. Cho nên, bên trong tức có khuyển yêu, cũng có ma khuyển, thần khuyển. Tại phệ thiên doanh tổng bộ sườn núi chỗ, có một tòa hình tròn cổ bảo. Tư thế hiên ngang âu phục trắng nữ tử A khẩu khí, bởi vì nhiệt độ rất thấp, nàng phun ra khí tức hóa thành một phiến xương trắng. Sau đó, âu phục trắng nữ tử cất bước hướng cổ bảo bước đi, nàng mỗi một bước bước ra, khoảng cách cũng như cùng dùng có thước đo đồng dạng tiêu chuẩn. Trong pháo đài cổ thiết lập phòng ngự trận pháp, cấm chế đều không có ngăn cản nàng. Cứ như vậy, nàng đi thẳng tới cổ bảo tầng thứ tư. Ở nơi đó có một vị tóc vàng nam tử ngồi ở bên cửa sổ, trong tay bưng lấy một bản lại lớn lại dày thư tịch, chậm rãi lật qua lật lại. Âu phục trắng nữ tử cũng không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào, ánh mắt tiếp cận nam tử tóc vàng. Nam tử tóc vàng chậm ung dung khép sách lại tịch, ngẩng đầu lên nói, "Ngươi tới rồi." "Ta tới." Âu phục trắng nữ tử cắn răng nói địa phương quỷ quái này thật là lạnh. "Ngươi đến chậm." Nam tử tóc vàng chậm lý tư đầu nói. "Âu phục trắng nữ tử, có ý tứ gì? Hôn lễ không phải ngày mai sao?" hôn lễ đã kết thúc, người đến chậm, nam tử tóc vàng tiết tấu bình ổn nói. Âu phục trắng nữ tử, nói đùa cái gì? Cho nên, người có thể đi về, cũng không cần nghĩ đến thay thế ta tham gia hôn lễ. Nam tử tóc vàng đứng lên, đem quyển kia sách thật dày phóng tới trên mặt bàn. Âu phục trắng nữ tử hơi sững sờ, bất quá nàng hơi suy nghĩ một chút, cả cười, người gạt người, đại huynh. Nam tử tóc vàng xoay đầu lại, ta là nghiêm túc, trở về đi hôn lễ còn chưa có bắt đầu, ta trước khi tới tự cùng một vị hảo hữu xác nhận qua. Người không lừa được ta, đại huynh, ta tới, chính là vì ngăn cản cuộc hôn lễ này. Âu phục trắng nữ tử đắc y nói. Nam tử tóc vàng vuốt vuốt mi tâm, cho nên, người chuẩn bị làm sao bây giờ? Đại huynh, mấy ngày nay ta suy tư cực kỳ lâu, sau đó ta rốt cuộc nghĩ thông suốt một sự kiện. Âu phục trắng nữ tử vượt đến nam tử tóc vàng trước mặt, đại huynh, người cùng ta kết hôn đi nam tử tóc vàng dùng sức xoa mi tâm của mình dùng sức dùng sức xoa đại huynh gả cho ta đi ta ta cảm giác thích ngươi âu phục trắng nữ tử lớn tiếng nói không gả lăn đại huynh trầm giọng nói phù sinh tiên tử đại huynh ngươi không cần thẹn thùng ngươi cùng đậu đậu không thích hợp cho nên vẫn là gả cho ta đi ta ta cảm giác cũng rất có mị lực đại huynh ngươi cùng ta ở chung nhiều năm như vậy giữa chúng ta cũng có tình cảm cơ sở Đại huynh lần nữa đưa tay vò mi tâm, mi tâm đều bị vò màu đỏ bừng. Sau một lúc lâu, đại huynh khẽ thở dài, ta đã có người thích, cho nên, ta và ngươi ở giữa là không thể nào. Phù sinh tiên tử, ai? Trên thực tế, trước mấy ngày ta đi xem Hoàng Sơn chân quân nhà đậu đậu. Đại huynh xa vào đến hồi ức, đó là một đầu rất đáng yêu Pekinzis, màu lông thuần khiết, tính cách cũng tốt. Đại huynh nói, chắp tay ở sau lưng, đi vào bên cửa sổ thượng nhìn ra xa xa, cho nên, hôn lễ sẽ không cải biến. Người cũng không cần nghĩ đến tới quấy rối, người không ngăn cản được ta. Phù sinh tiên tử, huynh muội ở giữa bầu không khí cứng ngắc. Đại huynh không nói một lời, chắp tay ở sau lưng, nhìn qua phong cảnh ngoài cửa sổ. Phù sinh tiên tử trong lòng bắt gấp, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Nàng suy nghĩ kỹ mấy ngày hướng đại huynh cầu hôn kế hoạch đều phá sản, hiện tại nàng chính nhanh chóng chuyển động đầu óc muốn phương pháp mới. Nàng đi vào đại huynh sau lưng, khóe mắt đột nhiên liếc tới quyển kia sách thật dày. Chẳng biết tại sao, nàng đưa tay nắm lên quyển kia thư hàng, lật ra tùy ý xem xét. Cái này xem xét, nàng liền giận. Sách thật dày bên trong, chứa rất nhiều ảnh chụp, tất cả đều là một đầu đáng yêu Pekinzis ảnh chụp. Đây chính là Hoàng Sơn chân quân nhà cái kia khuyển yêu, đậu đậu đi. Đại huynh trước đó ngồi ở cửa sổ đọc sách nhìn mê mẩn, nguyên lai like đều đang nhìn đậu đậu ảnh chụp. Phù sinh tiên tử khép sách lại tịch, hít sâu. Quyển sách này rất nặng nề, bởi vì rất dày nguyên nhân, gáy sách là dùng kim trúc tấm cố định, nhìn phá lệ rắn chắc, liền cùng khối đại bản gạch giống như. Phù sinh tiên tử nắm lên thư tịch, nhìn về phía còn tại chắp tay nhìn ra xa xa trang bức đại huynh. Dù sao là đầu óc như vậy co lại, phù sinh tiên tử vung lên sách thật dày làm đủ sức lực toàn thân hung hăng nện vào đại huynh trên đầu Âm um. a à, đại huynh kêu thảm một tiếng xoay đầu lại phù sinh ngươi cái này xuẩn nha đầu muốn làm gì này xuẩn đại huynh lại ăn ta một chiêu phù sinh tiên tử cảm giác bản này sách thật dày dùng lão thuận tay nàng vận chuyển tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công linh lực tăng vọt sách thật dày đột nhiên nện ở đại huynh cái chán đại huynh đối phù sinh tiên tử không có chút nào phòng bị thậm chí ngay cả phòng ngự trận pháp, pháp bảo phòng ngự đều không có khởi động, cũng không có phòng ngự, cứ như vậy bị thư tịch đập trúng cái ót. A à, đại huynh lần nữa kêu thảm, ngã về phía sau, máu mũi từ trong lỗ mũi chảy ra. sách lượn quanh một vòng lớn, đến cuối cùng vẫn là về tới khởi điểm, thật sự là phiền phức. phù sinh thiên tử lầm bẩm nói, nàng coi qua bản này sách thật dày, cảm giác đặc biệt tiện tay. quả nhiên sư phụ trước kia nói rất đúng tri thức là tu sĩ nhất tiện tay vũ khí sách thật dày nện lên người đến đặc biệt trượt phù sinh tiên tử nói không khách khí đem quyển sách này chứa vào bản thân trong túi càn khôn tịch thu tịch thu đại huynh loại này uy nghiêm hình khuyển ra vậy mà si mê nhìn lấy một cái khác đáng yêu hình khuyển ra ảnh chụp quá cay con mắt sách này nhất định phải tịch thu tịch thu đại huynh thư tịch phía sau phù sinh tiên tử bắt đầu ở trong phòng tìm tòi rất nhanh nàng tại trong tủ treo quần áo tìm được mấy bộ khác biệt kiểu dáng tân lang phục ha 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 xuẩn đại huynh muốn cưới đậu đậu không có cửa đâu nàng ngồi xổm người xuống tại đại huynh trên thân đã hạ sáu cái phong ấn sau đó dùng dây thừng đem hắn cột chắc nhét vào trong tủ treo quần áo giải quyết phía sau nàng phủi tay mang theo cái này mấy món tân lang phục đến căn phòng cách vách mặc thử quần áo đều là lấy nàng đại huynh dáng người làm nguyên mẫu cho nên có chút thiên đại nhưng không có vấn đề. Nàng vóc dáng cũng rất cao gầy, cái này mấy món tân lang phục chỉ cần sửa chữa một chút liền có thể mặc. Nàng theo thùa cũng rất tuyệt, đổi mấy món tân lang phục lớn nhỏ không có vấn đề. Tại là, phù sinh tiên tử móc ra mang theo người kim khâu, bắt đầu sửa chữa lên tân lang phục lớn nhỏ tới. Một bên khác, tại hoa hạ cảnh nội, một chỗ phòng thuê bên trong. Xuất khí hồ yêu, độc cô bạch, đang trên máy vi tính nhanh chóng sao động lấy hắn dùng chính là một cái tháng này mới ra nghe nói từ một vị người giàu có tu sĩ nghiên cứu phần mềm chat lúc này độc cô bạch ở một cái gọi chảo cầu bang trong quần nói chuyện phiếm thăm dò được hoàng sơn chân quân nhà đậu đậu lấy chồng lộ tuyến sao độc cô bạch sao động nói ngũ độc hòa thượng nghe được việc này hoàng sơn chân quân chuẩn bị lớn xử lý cho nên hắn nhà đậu đậu hôn lễ tin tức chỉ cần thoáng nghe ngóng hạ liền có thể thăm dò được ta đem lộ tuyến phát cho mọi người rất tốt, ta trước nghiên cứu một chút, ở nơi nào cướp cưới sẽ khá phù hợp. Độc cô Bạch nói, Bạch nhận kiếm khách, ngươi thật xác định sư phụ ngươi, phù sinh tiên tử thay huynh cưới đậu đậu. Sư phụ ta tính cách ta rõ ràng, nàng hôm nay đi tìm nàng đại huynh đi. Ta 100% có thể khẳng định, sư phụ ta nhất định sẽ đưa nàng đại huynh đánh ngất xỉu, sau đó thay huynh cưới đậu đậu. Độc cô Bạch trả lời, ngũ độc hòa thượng, vậy ngươi nghiên cứu, đậu đậu, lấy chồng lụa tuyến làm gì? muốn cướp cưới lời nói ngươi không phải hẳn là cướp sư phụ ngươi phù sinh tiên tử sao? Không, ta muốn cướp Hoàng Sơn chân quân nhà khuyển yêu đậu đậu xe hoa. Độc cô Bạch Dương Dương đắc ý nói, ta muốn đem đậu đậu trói lại, sau đó chính ta thay thế đậu đậu gả cho sư phụ ta. Ha ha ha, ngũ độc hòa thường, Bạch nhận kiếm khách, lạc anh tiên tử, ta nghiên cứu hạ địa đồ, tìm được 6 nơi phục kích địa điểm tốt. Bất quá, Hoàng Sơn chân quân hảo hữu rất nhiều, Đến lúc đó Đậu Đậu xuất giá lúc nói không chừng sẽ có cao thủ làm bạn, người muốn cướp nó xe hoa cũng không dễ dàng. Vô luận phía trước trở ngại lớn bao nhiêu, ta đều nhất định phải thử một lần, nếu không chỉ có thể trơ mắt thấy sư phụ cưới người khác. Mà lại, nếu như cướp cưới Đậu Đậu không thành, ta còn có kế hoạch B, Độc Cô Bạch bình tĩnh nói. "Tiểu Mộng đại sư, ta tại sát phách suốt đêm tu tiên quần, bên trong nhận được tin tức, lần này Hoàng Sơn chân quân khách nhân bên trong, khả năng có bát phẩm huyền thánh." các ngươi cướp cưới thời điểm phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Là bá tống huyền thánh sao? Độc cô bạch hỏi. Không ngừng, còn có trước mặt thiên niên đệ lục thánh bạch thánh. Kiều mộng đại sư nói. Táo xanh đạo nhân, ta nghe lệ chi tiên tử nhắc qua, thất tu tiền bối cũng cùng Hoàng Sơn chân quân quan hệ cá nhân rất tốt, nếu như vậy đến lúc có lẽ sẽ có ba tôn huyền thánh ở đây. Nhật, độc cô bạch nói. Cho nên đại hồ ly, người còn muốn tiếp tục đoạt cưới đậu đậu sao? Ta cảm giác người trực tiếp đi đoạt cưới sư phụ người phù sinh tiên tử sát suất thành công sẽ khá lớn táo xanh đạo nhân hỏi. Tàng Thiên Câu, Chu Ly, uy, cái kia, các ngươi đang nói chuyện cướp cưới đậu đậu chuyện này thời điểm, có thể hay không đừng ở ta trong quần trò chuyện. Rất lúng túng. Đạo Hiếu là vị nào?" Độc Cô Bạch Hiếu kỳ hỏi. "Ta là quần chủ a, Vọng Thiên." Chu Ly nói. "Xoa, là Chu Ly nói nha. Cái kia, Đại Hồ Ly chu ly là hoàng sơn chân quân cánh tay phải cánh tay trái đậu đậu người phụ trách ngũ độc hòa thượng độc cô bạch kiều mộng đại sư táo xanh đạo nhân bạch nhận kiếm khách lạc anh tiên tử thay cái quần đi thôi nếu không các ngươi cướp cưới đậu đậu kỹ càng tình báo đều bị ta đã biết nhiều xấu hổ chu ly nói còn thay cái cái giám a à, kế hoạch đều đã từng nói đi ra tiếp xuống chỉ có sửa đổi kế hoạch độc cô bạch lệ rơi đầy mặt cùng một thời gian Chu Ly xoa cằm. Tân Lang muội muội sẽ đánh choáng Tân Lang cưới Đậu Đậu. Thì ra là thế, khó trách Hoàng Sơn Chân Quân sẽ đồng ý đem Đậu Đậu gả cho một vị khuyển gia, nguyên lai là mục tiêu chân chính là vị kia phù sinh tiên tử nha. Đây chẳng phải là nói Đậu Đậu sẽ lấy đến một vị đáng yêu khuyển muội tử. Ngẫm lại cũng cảm giác có điểm tâm tắc. Ta muốn hay không làm chút gì. Nhưng ý nghĩ này vừa lên, Chu Ly lại điên cuồng lắc đầu. Không nên không nên, đậu đậu nếu như có thể thuận lợi kết hôn, với ta mà nói chỉ có chỗ tốt. Chu nói, nếu quả như thật có cái khuyển muội tử có thể trông coi đậu đậu, hắn chẳng phải giải phóng. chương 1290, Mèo Vòng Hiện Tượng, Phù Sinh Tiên Tử cùng nàng đệ tử Hồ Yêu Độc Cô Bạch đều đã trải qua triển khai kế hoạch của mình cùng hành động. Mà đậu đậu hôn khánh trung tâm, tại Tống Thư Hàng không ngừng cố gắng cùng khuyên giải dưới. Không gian ý thức rốt cục làm lớn ra một số, hiện tại ước chừng có một cỗ xe tải nhỏ không gian lớn nhỏ. Bốn cái ý thức chen ở bên trong coi như thấu hòa. Trước mắt, từ tống thư hàng trước khống chế đậu đậu thân thể hành động. Hoàng Sơn chân quân cảm ứng được bạch tiền bối, tống thư hàng một đoàn người khí thức phía sau liền đứng dậy ra nghênh tiếp. Bạch đạo Hữu không nghĩ tới người cùng thư hàng là sớm nhất một nhóm tới khách nhân. Hoàng Sơn chân quân cười nói, nhưng cười đáp một nửa lúc, Hoàng Sơn chân quân cứng đờ. Hắn trước tiếp cận, đậu đậu. Lúc này đậu đậu đứng thẳng người lên, đối hắn quơ quơ móng vuốt, Hoàng Sơn tiền bối đã lâu không gặp. Hoàng Sơn chân quân. Nha, Hoàng Sơn đại ngốc, biết ta là ai không? Tống Thư Hàng khua tay nói. Hoàng Sơn chân quân. Còn có ta, còn có ta. Hoàng Sơn tiền bối, ta cũng tại đậu đậu trong thân thể. Đậu đậu lại mở miệng kêu lên. Hoàng Sơn tiền bối an khang. Đậu đậu lại đổi cái giọng nói. Ê a nha ê a, đậu đậu lại đổi cái thanh âm phát ra kỳ quái tiếng kêu, tóm lại tiếng thét này không giống như là chó tiếng kêu. Hoàng Sơn chân Quân, ai có thể nói cho ta biết, đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Bạch tiền bối chỉ chỉ tống thư hàng, đây là đậu đậu. Sau đó, hắn chỉ đậu đậu, đây là tống thư hàng cộng vũ nhu tử cộng tô thị A thập lục cộng tạo hóa tiên tử. Cuối cùng, hắn chỉ chỉ vũ nhu tử cùng tô thị A thập lục thân thể, thân thể của các nàng đang trạng thái ngủ. Di hồn đại pháp, Hoàng Sơn Trân Quân hỏi. Không phải, di hồn đại pháp ta không có học qua, là ta tấn thăng bát phẩm huyền thánh sau thức tỉnh mới thiên phú. Chỉ là đơn thuần đem người, ý thức tiến hành chuyển đổi, linh hồn cũng không có hoán đổi. Tóm lại, đậu đầu hiện tại trong thân thể chứa bốn cái ý thức, ý thức của nó tại tống thư hàng trong thân thể. Tống thư hàng, vũ nhu tử, tô thị A thập lục, còn có cái là ai? Hoàng Sơn Trân Quân Hiếu Kỳ đánh giá bốn phía, là tạo hóa tiên tử. đậu đậu bản tống thư hàng nói. hoàng sơn chân quân. trước đó hắn liền coi chính mình là nghe lầm. kết quả không sai, là tạo hóa tiên tử mà không phải tạo hóa pháp phương. ta biết tạo hóa pháp phương là thuần gia môn chân hán tử. một thân tôi thể thần công chiến phật chân thân có thể nói là cửu châu nhất hào quần bên trong luyện thể đệ nhất nhân. người bây giờ nói cho ta biết tạo hóa pháp phương là tiên tử. cho nên nói. Tạo hóa tiên tử đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không cần nói với ta cùng tạo hóa pháp phương có quan hệ. Hoàng Sơn Trân Quân hỏi. Tống Thư Hàng dùng đậu đậu thân thể phát ra tiếng nói. Việc này nói rất dài dòng, cho nên ta liền nói ngắn gọn tạo hóa tiền bối có hai nhân cách. Vị này tạo hóa tiên tử chính là tạo hóa pháp phương nhân cách thứ hai, bị chuyển rời đến đậu đậu thể nội. Mặc dù ta cảm giác tạo hóa tiên tử không quá giống nhân cách thứ hai, nhưng bây giờ không có nghiên cứu rõ ràng trước trước hết dùng nhân cách thứ hai đến xương hô nàng đi. Nói ngắn gọn cũng không phải thuyết pháp này, đậu đậu bản tống thư hàng đậu đen rau muốn nói. Tạo hóa pháp vương có nhân cách thứ hai, hơn nữa còn là vị tiên tử. Hoàng Sơn chân quân vuốt vuốt mi tâm, tạo hóa pháp phương ở trong mắt hắn thuần gia môn, thiết huyết chân hán tử hình tượng đã băng thành mảnh vỡ. Tốt ra, à, ta ước chừng minh bạch, nhưng các người tiến vào đậu đậu thể nội làm gì? Hoàng Sơn chân quân hỏi. Bởi vì chơi vui, Vũ Nhu Tử trả lời. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, Tô Thị A thập lục nói. Bởi vì không cẩn thận làm cái tiểu tử, nhưng không phải ta nồi, ta là oan uổng, ta không phải tam lãng bệnh người bệnh, ta không cần trị liệu. Ta ta cảm giác hiện tại trạng thái rất tốt, Tống Thư Hàng nói. Anh e a hắc tạo hóa tiên tử nói. Đậu đậu bản Tống Thư Hàng, cảm giác ta bị sai sao? thư hàng ý thức chuyển rời đến trong cơ thể của ta phía sau hắn biến thành nói nhiều. Có chút, Bạch Tiền Bối gật đầu nói. Hoàng Sơn chân quân thở dài, cho nên các người muốn chuẩn bị chơi tới khi nào. Ngày mai sẽ là đậu đậu hôn lễ. Đậu đậu hôn lễ liền giao cho chúng ta, ta phụ trách hơn nửa hiệp. Vũ Nhu Tử nói. Giữa trận ta tới, Tô Thị A Thập Lục nói. Nửa chàng sau giao cho ta, sau cùng động phòng thời gian liền trả lại cho đậu đậu hắn bản thân. Nếu không đậu đậu động phòng nếu như chúng ta còn chiếm lấy thân thể của nó cũng quá đáng rồi, xuân tiêu nhất khắc thiên kim đây. Tống Thư Hàng nói, Hoàng Sơn chân quân lần nữa vò lên lông mày. Yên tâm đi, Hoàng Sơn đạo hiếu, đến lúc đó ta sẽ chăm sóc lấy bọn hắn, sẽ không để cho bọn hắn gặp rắc rối. Bạch tiền bối lên tiếng nói, Hoàng Sơn chân quân tâm can nhảy một cái, Bạch đạo hiếu, người sẽ không cũng phải đem ý thức chuyển rời đến đậu đậu trên người A. Sẽ không, ta chuẩn bị cho đậu đậu khi phù rể. Ta một người có thể đỉnh hai, bạch tiền bối rứt lời, vỗ tay phát ra tiếng, hắn cái kia thiên phú phân thân xuất hiện, đứng ở bên cạnh. Phù rể, nhưng là đậu đậu là lấy chồng một phương A, Hoàng Sơn chân quân khóe miệng giật một cái. Cái kia, thật chẳng lẽ muốn làm phù dâu, bạch tiền bối nhíu mày. Không không không, bạch đạo hữu người có thể đặc thù một điểm. Sau đó ta lại an bài mấy vị phù dâu cùng ngươi cùng một chỗ, người liền lấy phù rể thân phận nhìn lấy đậu đậu bọn hắn đi. Hoàng Sơn chân quân vội vàng nói. Nếu để cho bạch đạo Hiếu lấy phù dâu thân phận đăng tràng, đậu đậu hôn lễ nhất định sẽ ra các loại nhiễu loạn. Đậu đậu bản tống thư hàng, Hoàng Sơn đại ngốc, ta cũng muốn làm bản thân phù rể. Cấm ngôn, Hoàng Sơn chân quân đối đậu đậu bản tống thư hàng một chỉ. Nhưng là pháp thuật của hắn vừa dứt đến, tống thư hàng, trên người lúc, một trận công đức chi quang lập lè mà lên, Công đức xà mỹ nhân hiển hiện, đem đậu đậu bản tống thư hàng bảo vệ. Cấm ngôn pháp thuật bị ngăn cản bên ngoài. Ha ha, Hoàng Sơn đại ngốc, người cấm ngôn thuật đối với ta không có tác dụng. Đậu đậu đắc ý cười ha ha. Hoàng Sơn chân quân chỉ cảm thấy lá gan bộ một trận co rút đau đớn. Bất quá lúc này, công đức xà mỹ nhân đột nhiên nháy nháy mắt. Sau đó nàng, siêu, một chút chui vào đậu đậu nhục thân bên trên, đem Pekinzis bao quanh bảo hộ đậu đậu bản tống thư hàng tiếng cười, lập tức cứng lại rồi. Cấm ngôn, Hoàng Sơn chân quân lần nữa chỉ một ngón tay. Lần này, đậu đậu bản tống thư hàng không cách nào lại miễn dịch pháp thuật, bị phong ấn ngôn ngữ năng lực, không cách nào lại lên tiếng. Bạch đạo hiếu, các người cùng ta tới, ta trước mang mọi người đi nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai, hôn lễ khánh điển đúng giờ bắt đầu. Hoàng Sơn chân quân nói. Bạch tiền bối, cần ta lại đi tìm mấy vị phù rể sao? Không cần, có Bạch Đạo Hữu cùng thư hàng tiểu hữu nhục thân khi phù rể là đủ. Ta hội lại an bài mấy vị tiên tử khi phù rể, Bạch Tiền Đạo Hữu không cần lo lắng." Hoàng Sơn Chân Quân cười nói. Chân Quân phong cách hành sự ổn thỏa, hắn vì đậu đậu hôn lễ chuẩn bị lâu như vậy, phải chuẩn bị đều đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Bạch Tiền bối có chút xấu hổ, ta có phải hay không đảo loạn Hoàng Sơn đạo hữu kế hoạch?" Hoàng Sơn Chân Quân lắc đầu, nói, "Không có chuyện, nói không chừng từ thư hàng tiểu hữu khống chế đậu đậu thân thể mới là lựa chọn tốt nhất, có thể ứng phó một số đột phát sự kiện. Mang theo bạch đạo hữu cùng tống thư hàng mấy người đi nghỉ ngơi phía sau Hoàng Sơn chân quân trở lại bản thân lâm thời làm việc địa điểm, bật máy tính lên, leo lên một cái nói chuyện phiếm tài khoản. Sau đó hắn tại hảo hữu liệt biểu bên trong tìm ra, phệ thiên doanh kim mau sư tử, phát cái tin quá khứ, ta bên này đậu đậu đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể tiến vào trạng thái, người bên đó đây lượn quanh mấy vòng cuối cùng lại đem phù sinh cho lắc lư thành công nàng lúc trước đem ta nện choáng mang đi những cái kia tân lang phục hiện tại đang sửa chữa tân lang phục bên trong phù sinh hiện tại trưởng thành không giống lúc còn nhỏ tốt như vậy lắc lư Phệ thiên doanh kim mao sư tử trả lời đã như vậy vậy ta đây bên cạnh liền bắt đầu tuyên truyền hoàng sơn trân quân nói Phệ thiên doanh kim mao sư tử thành ta phối hợp ngươi đúng nhà ta lão bản nói tuyên truyền chủ đề có thể trực tiếp khiêng ra, tam thập tam thú thần tông, đến, lần này không cần lại tị húy. Tam thập tam thú thần tông truyền nhân duy nhất, phù sinh tiên tử, cưới Hoàng Sơn chân Quân con trai độc nhất đậu đậu, tiêu đề cứ như vậy. Hoàng Sơn chân Quân trả lời. Phía trước không thêm cái chấn kinh, Kim Mao Sư Tử hỏi. Hoàng Sơn chân Quân, chúng ta không làm cái kia một bộ, an tâm ổn thỏa. Dựa vào thủ đoạn của ta, buổi sáng ngày mai cùng đi, tu sĩ giới hơn phân nửa người đều có thể biết cái tin tức này. Kim Mao sư tử, phương diện này ngươi là hành gia, từ ngươi đến an bài. Trước không phát tin tức, nhà ta phù sinh muốn đi qua, ta trước tiếp tục choáng một hồi. Hoàng Sơn Trân Quân phát cái ok biểu lộ. Phát xong phía sau Hoàng Sơn Trân Quân dựa vào ghế, khe khẽ thở dài, nếu là cái kia phù sinh tiên tử thật cùng đậu đậu nhìn vừa ý liền tốt. Tính toán tuổi tác, đậu đậu cũng xác thực đến kết hôn niên kỷ. Nói trở lại, rõ ràng ta một mực cổ vũ hắn đi tự do yêu đương, làm sao lại không có tìm nàng dâu trở về đâu. Chính là bởi vì Hoàng Sơn tiền bối người một mực cổ vũ tự do yêu đương, cho nên đậu đậu hiện tại cũng ra ngoài mở hậu cung. Hắn ở bên ngoài nhận biết sở sở đều có một trung đội. Người nếu là cho phép hắn cưới rất nhiều lão bà, ngày mai đậu đậu liền có thể mang ba bốn mươi cái sở sở đến tìm ngươi, từng cái chủng tộc đều có. Một thanh âm vang lên, Hoàng Sơn chân quân mắt liếc cách đó không xa, Diệt Phượng đạo hữu người còn không có rời đi a. À. Lâm thời làm việc địa điểm ghế sofa đằng sau, Diệt Phượng gục ở chỗ này, miễn cưỡng ngáp. Hóa cũng không biết là ai trên mặt đất dùng dây thường bày cái vòng. Ta nhìn thấy sau liền nằm sấp tiến vào, liền không nỡ đi ra. Diệt Phượng trả lời: Hoàng Sơn chân quân mèo vòng, ngươi chuẩn bị ở chỗ này qua đêm. Ta cùng phổ thông mèo lại khác biệt, ngươi chờ lại cho ta một giờ, ta liền có thể dựa vào ý chí của mình từ vòng vòng bên trong đi ra. Chớ xem thường ý chí của ta, Diệt Phượng nói, thân thể lại co lại thành một đoàn. Người tốt nhất nghỉ ngơi một lát đi, ngày mai còn có rất nhiều sự tình cần ngươi hỗ trợ. Hoàng Sơn Trân Quân cười nói. Diệt Phượng công tử, Trân Quân đến lúc nói cho ta biết muốn làm gì là được, ta hiện tại cảm giác lười suy nghĩ. Dù sao đến lúc đó ngươi gọi ta làm cái gì ta liền làm cái gì. Hoàng Sơn chân quân cười nói, được. Một bên khác, Tống Thư Hàng, Vũ Nhu Tử, Tô Thị A thập lục thay phiên khống chế đậu đậu thân thể, thích ứng hành động của nó phương thức. Chờ đem quyền khống chế thân thể giao cho A thập lục phía sau Tống Thư Hàng nhàn rỗi nhàm chán, tại ý thức trong biển quan sát, tạo hóa tiên tử, đến, muốn biết một chút nàng đến cùng là lai lịch gì. Tống Thư Hàng khống chế ý thức của mình cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận tạo hóa tiên tử audio điện tử võ tấn bền hết tập 96